ba cô gái vì túng thiếu nên đã nảy sinh ý định cướp siêu thị. Dù là lần đầu nhưng ai nấy đều hành động rất chuyên nghiệp. Nhưng khi em út Annie ra tay lại để lộ mất hình xăm sau lưng, ông chủ không còn quá xa lạ với nó nữa, bởi Annie chính là nhân viên lâu năm của chính siêu thị này. Biết thế nhưng đối phương có súng nên ông không dám lên tiếng, mãi tới lúc sau tên mập bảo vệ mới phát giác, lúc này cả đám đã cùng số tiền cướp được tẩu thoát thành công. Tưởng rằng số tiền đó chỉ vọn vẹn 30 triệu, đủ để chi trả nợ nần thường ngày của gia đình, ai ngờ khi Annie mở túi ra thì con số lại lên tới 300 triệu. Mấy chị em thấy thế cũng há hốc mồm kinh ngạc, bởi nếu chỉ dừng lại ở 30 triệu thì cảnh sát sẽ không thèm ngó tới. Nhưng tới 300 triệu thì họ thật sự đang rơi vào nguy hiểm, càng nghi vấn hơn là một siêu thị nhỏ lại chứa tận 300 triệu tiền mặt. Tuy nhiên không nghĩ nhiều, sáng hôm sau Annie đã vung tiền mạnh tay, tậu ngay con siêu xe đón con đi học về, thậm chí còn mua cho nó chiếc laptop đời mới nhất. Có tiền trong tay, Jabez lập tức đem tới trước mặt bồ nhí tại công ty chồng, rồi mạnh miệng đuổi cô ra nước ngoài sống trước khi bị kiện. Sau đó cô hóa điên mà lấy xe chồng đâm loạn xạ. Trong số ba chị em chỉ có Ruby là sử dụng số tiền làm việc chính đáng, đó là đem con gái tới bệnh viện thay thận mới, bởi con bé đang mắc bệnh nan y khó chữa. Tưởng rằng một ngày tuyệt vời sẽ trôi qua êm đẹp, ai ngờ đêm đến ông chủ siêu thị Leslie lại mò tới nhà Annie, miệng thì nói phát tiền thưởng Tết nhưng lại đưa lời đe dọa báo cảnh sát, nếu không muốn mọi chuyện xấu đi thì phải ấy ấy với lão. Không còn cách nào khác, Annie chỉ bèn chấp nhận. Trong thời khắc chuẩn bị lâm trận, đột nhiên cậu con trai xa đi xuất hiện. Cứ thế cả hai ngượng ngùng phải tạm dừng lại chuyện ấy. Sáng hôm sau, Jabez đã xử lý khoản thế chấp khổng lồ của chồng, sau đó tự mua lại căn nhà mà họ đang ở. Đối phương chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đuổi ra nhà nghỉ ở, đây là cái giá của sự ngoại tình trong 3 năm. Tuy nhiên sau khi đi chợ về, nhà lại có 3 tên xã hội đen đột nhập, chúng uy hiếp Jabez tập hợp 2 chị em còn lại ngay lập tức. Sau đó nói thẳng vấn đề là số tiền 300 triệu mà họ cướp chính là tiền được rửa khi buôn ma túy của chúng, nếu không trả nó trong vòng 10 ngày, tất cả sẽ phải lãnh cơm hộp. Để đảm bảo an toàn cho 3 đứa con, Jabez đã đem chúng tới nhà nghỉ của chồng Bolan. Cuối tuần 3 người đã đem toàn bộ số tiền kiếm được tập hợp lại. Nhưng vì họ đã tiêu pha quá đà nên tiền đã thâm hụt mất một nửa, ai nấy đều đổ tội cho nhau rồi cãi một trận lớn. Ít phút sau đó tự nhiên Leslie lại mò tới, hắn muốn giở thói cũ làm chuyện đó với Annie, nghe thấy tiếng em út kêu la, Jabez liền vác hàng đi ra ngoài. Đối diện trước họng súng hắn không hề sợ hãi, bởi Leslie biết rõ đối phương không dám bóp cò, nhưng ngay lúc hắn định rời đi, Jabez đã cầm chai rượu giáng xuống một đòn. Để không để Leslie chạy ra ngoài báo cảnh sát, họ đã trói hắn lại rồi nhốt trong khuôn viên nhà Jabez. Sau đó giả giọng đòi mẹ hắn là Maggie 100 triệu tiền chuộc, tuy nhiên gọi mãi mà bà không bắt máy. Nên cả 3 đợi tối đã cải trang thành tình nguyện viên dọn nhà, mò tới tận nhà của Maggie để làm việc. Mới đầu bà có hơi nghi ngờ chút, nhưng bởi đã lâu không ai ghé thăm nhà, nên Maggie đã vui vẻ tiếp chuyện với Annie, còn 2 chị em nhân cơ hội điên cuồng lục lọi. Sau một lúc cật lực, Jabez đã mò ra đống tiền tiết kiệm, nhưng đến cuối cùng cô vẫn không dám lấy chúng. Bởi đạo đức Jabez không cho phép cướp của người già, hết cách Ruby chỉ đành thức trắng đêm làm bánh chạy KPI, vừa lại kiếm tiền chạy thận cho con gái, vừa phải kiếm tiền cứu sống mạng của chính mình. Suy cho cùng họ cũng chỉ là những bà nội trợ khó khăn, thậm chí Annie còn không đủ tiền thuê luật sư giành quyền nuôi con với chồng cũ. Đến trước ngày đến hạn họ mới thu thập được 200 triệu. May thay Jabez phát hiện đám búp bê ở nhà Maggie được đấu giá 100 triệu, bởi không kịp bán nên 3 chị em đã đem chúng tới trả thay tiền. Tuy nhiên cách sống của bọn xã hội đen không phải dễ dãi, chúng chỉ muốn tiền tươi chứ không muốn vật ngang giá, thế nên đầu sỏ Gio đã tức giận dập nát đám búp bê, rồi cho đàn em chuẩn bị kết liễu Jabez, mặc cho cô đang kể lại hoàn cảnh đáng thương của mình. Nghe xong, Gio liền nhếch mép ra lệnh đàn em rời đi. Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới lại xuất hiện. Ngoài kia, Leslie đã tẩu thoát theo đường cầu trượt, bởi tiếng động quá lớn nên 3 chị em đã kịp phát giác đuổi theo. Annie thấy thế lập tức tới lột quần hắn ra rồi chụp ảnh, nếu Leslie dám báo cảnh sát thì họ sẽ phát tán lên mạng xã hội, khiến cả đời hắn phải trốn chui trốn lủi như lũ chuột chũi. Tưởng chừng bọn xã hội đen đã buông tha cho họ, ai ngờ mới sáng ra, Jabez hoảng sợ thấy Gio xuất hiện sau nhà. Hắn ra điều kiện rằng 3 chị em phải lái xe qua biên giới đem hàng về, nếu thành công chúng sẽ coi như hết nợ với 3 người họ. Trước hết 3 chị em phải tẩu 1 chiếc ô tô để vượt biên, thế là họ đã nghĩ ngay tới xưởng xe của Bolan. Không ngần ngại, 1 chiếc xe ngay trong đêm đã biến mất. Tiếp đến, Jabez mạnh dạn đánh xe qua chốt kiểm định. May thay, cảnh sát chủ quan nên chỉ kiểm tra hộ chiếu rồi cho thông qua. Tới địa điểm chỉ định, Jabez đã tới gặp ông chủ lấy hàng. Dường như đối phương khinh thường con gái nên đã phớt lờ, thế là Ruby đã hùng hổ đem súng tới bắn đại một phát, ai ngờ phát đó lại dính ngay bàn chân của lão. Vết thương đau tới mức khiến ông chủ hét toáng lên, sau đó bởi sợ hãi nên đã giao hàng cho xong chuyện. Tuy nhiên khi quay trở về nước, cảnh sát lại muốn kiểm tra cốp xe. Kể cả chó nghiệp vụ cũng được phái đi khám xét. Lúc này tâm trí cả 3 bắt đầu rơi vào hoảng loạn, may thay cảnh sát đã không tìm thấy gì mà thả họ đi. Khi mở ra kiểm tra thì quả thật bên trong chỉ toàn giấy màu, nhưng khi tò mò mở ra thì đống tiền giả lại được in trong đó. Khi giao hàng tới điểm hẹn, 3 chị em phát hiện cả 1 xưởng in tiền giả, bởi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nên tên Gio đã chấp nhận buông bỏ. Qua ngày hôm sau họ đã đi ăn mừng xả đóng xì chết chớt chóc vừa qua, đúng lúc này Bolan đã liên lạc báo xưởng của mình bị mất trộm. Cảnh sát giờ đã phong tỏa xung quanh để điều tra, nhận thấy sự việc đang đi quá xa họ bèn tính kế thủ tiêu xe.
nhưng không may con báo đời Annie đã kết nối điện thoại vào xe mở nhạc, bởi thế mà họ không thể đem xe đi bán được, hết cách cả ba chỉ đành ném hẳn xe chìm nghỉm xuống sông. Vừa chút được gánh nặng, Annie lập tức trở về gặp luật sư, nhưng tới nơi cô mới nhận ra giờ này đã quá trễ, luật sư giành quyền nuôi con đã ăn tối tại nhà luôn rồi. Khi đi một vòng xem xét và dò hỏi đối phương thật sự thất vọng, luật sư cho rằng Annie không có đủ tư cách nuôi con. Đến cả ngón tay của Sadie bị thương nặng cô cũng không biết, nhưng vì không muốn phải rời xa mẹ, cậu vẫn quyết tâm nói đỡ cho Annie ít câu, còn phía Jabez đã cho chồng trở về nhà sống chung với con, bởi không có anh thì ba đứa con không có ai bầu bạn. Mặc dù thế nhưng giữa hai người dường như vẫn còn khoảng cách, biết rằng gia đình vẫn còn nợ nần chồng chất. Jabez đã mạnh dạn quay lại xưởng tình giả gặp Gio, lạ thay khi tới nơi thì mọi thứ đã giống như nhà kho bỏ hoang. Không có cách liên lạc lên, Jabez đã bỏ lại sợi dây chuyền. Quả nhiên ngay trong đêm, Gio đã tiến vào nhà hỏi thăm. Tại đây cô đề xuất được làm việc cho hắn, miễn là được nhận hoa hồng sau mỗi lần thành công. Có người dám nhận công việc nguy hiểm này, Gio không ngần ngại mà đồng ý ngay. Nhiệm vụ đầu tiên là chăm sóc cho đàn em của Gio mỗi khi có biến. Nhìn trên người đối phương đầy huyết tươi, cô đành phải gọi chị em tới giúp. Tới giờ Jabez mới dám kể mình tiếp tục làm việc cho Gio. Đêm đến hắn đã hẹn gặp ba người rồi đưa ba cọc tiền giày cộm. Đứng trước cám dỗ đó không ai nỡ từ chối mà đồng ý ngay. Bên này Leslie vẫn đang tích cực tố giác lên FBI, tuy nhiên không ai tin lời của một gã luyên thuyên có tiếng cả. Cùng lúc đó bỗng nhiên tên đàn em kia tỉnh giấc, tưởng chừng đang gặp nguy hiểm nên hắn rất cảnh giác. Trước nguy hiểm họ chỉ đành đưa chìa khóa xe cho đối phương rời đi. Mất chiếc xe khiến Jabez tiếc đến đứt cả ruột. Đột nhiên cậu con trai cùng bố quay về rồi bàn về bữa tiệc sinh nhật. Cô cậu muốn bố và mẹ quay trở về ở cùng nhau. Ngậm ngùi một lúc, Jabez bèn dẫn hai chị em đi mua đồ sinh nhật. Tới ngày hôm sau, cô đã tổ chức một buổi thật lớn cho con trai, tên Leslie mặt dày cũng tới có quả góp vui. Lợi dụng điều đó để tiếp cận ba chị em thu thập chứng cứ phạm tội, đột nhiên trong bữa tiệc Gio xuất hiện đòi gặp đàn em, nhưng gã ta đã tỉnh dậy rồi rời đi từ lâu. Bo lần cứ tưởng Jabez ngoại tình nên rất tức giận, tuy nhiên với Pearl giò phai hú hí với năm cô bồ nhí, anh không thể lên mặt khiển trách vợ được. Ngược lại còn bị Jabez chửi cho tới tấp, đến đường cùng Bo lần chỉ đành nói rằng mình bị ung thư, biết tin đó cô đã rơi nước mắt tâm sự với Annie. Giờ nợ còn chưa trả nội thì lấy đâu viện phí cho chồng, thấy không giúp được gì, Annie chỉ đành dẫn con gái của Jabez đi dạo. Nhưng khi ra ngoài đột nhiên tên đàn em hôm trước xuất hiện trả xe, nhân cơ hội này cô đã nhờ gã tới trường bảo kê cho con trai. Dân xã hội chính gốc có khác vừa tới nơi đã thể hiện uy quyền rõ, một tên vừa hỏi biết bố tao là ai không liền bị dí cho khiếp vía. Cuối cùng không đứa nào dám động đến Sadie con trai của Annie nữa. Không lâu sau, ba chị em đã hẹn Gio tới bàn chuyện làm ăn. Họ tự tin có thể rửa được tiền cho đối phương bằng cách lợi dụng chính sách đổi trả của các cửa hàng bán lẻ. Chẳng ai nghi ngờ mấy bà mẹ nội trợ sắm sửa đồ gia dụng cả. Thấy miếng ăn ngon như vậy, Gio liền chấp nhận ngay. Đổi lại hắn sẽ cho ba chị em 12,5% hoa hồng. Có được thương vụ bạc tỷ, Jabez liền quay về hỏi tình trạng chồng, rồi khuyên đối phương hãy đến bệnh viện tốt nhất chữa trị. Cùng lúc đó, FBI Turner đột nhiên xuất hiện điều tra về Gio, biết rằng Jabez có liên quan đến vụ án nên anh đã để lại thông tin. Đem chuyện này nói cho chị em biết, ai nấy đều hoảng hết lên bởi nếu bị FBI bắt đi, rất có thể họ sẽ phải ngồi tù mọt gông với tội cướp bóc và rửa tiền. Đúng lúc đang căng sờ ten, chồng của Ruby xuất hiện, anh mới được phong hàm cảnh sát nên khá bận rộn nên không mấy quan tâm đến chuyện của hội chị em. Cứ thế sáng hôm sau, thương vụ rửa money đầu tiên đã diễn ra, mỗi người đều có một bọc tiền to tổ bố để đi làm việc. Tuy nhiên họ cũng cảnh báo Gio rằng FBI vừa ghé thăm, nhưng chúng chả mấy quan tâm đến chuyện đó, thế nên ba người đã bớt lo hơn tiếp tục công việc. Từng cửa hàng tiện lợi trên cả nước lần lượt được họ mua đồ, sau đó sử dụng chính sách đổi trả để rửa money. Tờ tiền hoàn hảo tới mức máy đếm tiền cũng không thể phát hiện ra, tuy nhiên phía Annie lại xảy ra chút trục trặc bởi chúng tiếng sét ái tình với anh bán TV. Nên đêm đến cô đã gọi đối phương tới hú hí, nhưng không may khi thức dậy thì hóa đơn mua TV đã biến mất, quả nhiên gã ta chính là người lấy chúng rồi cao chạy xa bay. Kể cả khi ba người họ đến tìm thì cũng không thấy đâu, nếu mất hóa đơn thì không thể đổi trả hàng và thu tiền thật về được. May thay, Jabez nhạy bén giả dạng làm thanh tra đến giả soát hợp đồng lao động, nên rất nhanh họ đã tìm ra địa chỉ nhà của gã đó, thật không may lão đã ném chúng vào thùng rác. Thế là cả nhóm phải mò mẫm suốt đêm trong bãi rác bẩn bựa, quả nhiên ông trời có mắt đã giúp họ tìm được hóa đơn cứu mạng ấy. Ngày hôm sau, Turner lại tìm đến đem bức ảnh của Gio ra điều tra, vừa nhìn thấy nó, Jabez liền phủ nhận quan hệ với hắn, trước mắt chưa đủ chứng cứ nên Turner chỉ đành rời đi. Đem chuyện này đến cảnh báo cho Gio thì hắn cứ dửng dưng, đối với ngành này thì phải có FBI theo đuôi mới trở nên nổi tiếng. Bên này con gái của Ruby lại nhập viện do bệnh thận. Cô bé đã không uống thuốc đều đặn do quá đắng, cả cha và mẹ đều bận bịu nên đã không để ý tới con, cũng vì thế mà hai người hối hận ở với nó cả đêm động viên. Hội chị em biết chuyện cũng tới an ủi đôi chút, thậm chí Jabez còn đem số tiền mới kiếm được cho Ruby làm tiền viện phí, xử lý xong Ruby thì vẫn xui lại đến với Jabez.
cô lại bị triệu tập đến văn phòng của Turner lấy lời khai. Đến nước này, Jabez chỉ đành nói rằng có quen Zio, nhưng chỉ là mối quan hệ nam nữ qua đường như bao người khác mà thôi. Với một kẻ nguy hiểm như hắn thì việc bẩn bịu đó diễn ra thường xuyên, thế nên Turner tạm thời tin chuyện đó rồi để cho Jabez rời đi. Đêm đến, ba chị em ngồi lại đếm thù lao rửa tiền cho phi vụ vừa rồi, nhưng khoản lời như này thì quá ít so với công việc nguy hiểm đến tính mạng. Và thế là họ đã mạnh dạn thử đòi Zio thêm tiền, thật may là hắn không ngần ngại mà đồng ý, tuy nhiên đổi lại là ba chị em phải rửa nhiều tiền hơn mọi khi. Nhận thấy bản thân không đủ khả năng làm phi vụ khổng lồ này, Jabez đã nghĩ ra một chiêu, đó là thu thập hội không làm muốn có ăn lại. Sau đó thao túng tâm lý họ làm cu ly cho mình, tưởng chừng mọi việc đang diễn ra êm đẹp, ai ngờ FBI đã tìm ra được chiếc xe mà ba chị em ném xuống sông. Lần theo thông tin, chủ xe Turner đã tới gặp Borland, biết được tin anh liền nghi ngờ ngay vợ mình làm điều này. Quả nhiên tối đó khi bị hỏi, Jabez đã không thể giấu giếm được, thế nhưng Borland vẫn muốn bảo vệ vợ mình nên đã giấu FBI. Chỉ cần Jabez hứa không qua lại với Zio nữa là được, trước mặt cô giả bộ đồng ý, nhưng ngay sau đó cô lại đi gặp Zio lãnh thủ lao cùng chị em. Rồi tiếp tục nhận đơn hàng tiếp theo cần rửa, thấy lần này lãi to, ba người đã run lên vì vui sướng. Tuy nhiên chưa vui được bao lâu thì Ruby lại bị Sir Ten gọi về. Dạo gần đây anh thấy vợ rất thường xuyên đi đâu đó vào buổi tối, thậm chí còn bỏ làm tại cửa hàng bánh. Cơ mà trước cám dỗ của đồng tiền, Ruby vẫn quyết tâm giấu chồng. Tự bịa ra một câu chuyện làm ăn hấp dẫn mới rồi đem tiền ra để chứng minh, bởi cưới nhau hơn 20 năm nên Sir Ten rất tin tưởng đối phương mà không hỏi thêm gì nữa. Cùng lúc này, Annie đã tới xin lỗi Maisie vì đã lừa bà trước đây, nhưng khi nghe kể chuyện bà không hề trách, thậm chí còn mời cô vào bầu bạn với mình. Tuy nhiên cháu bà Leslie lại không hề thích Annie chút nào, bởi bị chơi xỏ nhiều lần nên lão đã lén gặp tên buôn ma túy, rồi lấy hàng từ đối phương bỏ vào tủ đồ tại cửa hàng tiện lợi của Annie. Đương nhiên với số lượng này cô sẽ bị cảnh sát tới gông cổ ngay. Nhưng chưa cần tới cảnh sát, cả ba đã bị Gio tới dí hàng vào mõm, nguyên nhân là do số tiền được rửa xong vẫn có một phần là tiền giả. Biết không giấu được, họ đã xin gia hạn thêm thời gian để tìm hiểu, có thể một trong số bà bỉm sữa đã õm tiền thật rồi nhét tiền giả chưa rửa để hoàn thành nhiệm vụ. Chưa kịp hết sốc, Annie đã bị cảnh sát tới tóm tại cửa hàng, biết được Leslie chơi xỏ nên cô rất tức giận chửi rủa liên tục, tuy nhiên chỉ cần có tiền là có thể bảo lãnh cô ra ngoài. Nên Jabez đã không ngần ngại làm điều đó, cơ mà khi vừa ra ngoài Annie lại không vui là mấy, bởi đứa con trai yêu quý đã bị chồng kiện đòi nuôi. Lý do là vì cô vừa mới dính vào vụ ma túy nên không đủ tư cách nuôi con, thế nên Annie đã quyết tâm nhanh chóng tìm ra thủ phạm õm tiền để lấy thù lao. Lần theo hóa đơn giả, họ rất nhanh đã tìm ra đối phương là Lena, nhưng khi vào nhà họ đã bị choáng ngợp bởi cô là single mom. Không những thế, nhà còn có 5 đứa con nheo nhóc rất đáng thương, thấy hoàn cảnh đáng thương ba người đã thú thật chuyện vừa rồi. Nghe vậy Lena định gọi báo cảnh sát nhưng đã bị Jabez ngăn cản, sau khi ra về ba người rất bực khi không biết nên làm gì. Bởi nếu để Gio trừ khử Lena thì năm đứa trẻ sẽ thành mồ côi, nhưng nếu không xử cô ta thì họ sẽ là người đắp chiếu. Lần đầu gặp chuyện này, nội bộ bắt đầu lục đục. Ai cũng đều đổ lỗi cho Jabez vì tuyển người bừa bãi, bị sỉ vạ như vậy cô đã bị trầm cảm trong phòng tắm. Borland thấy thế liền vào thành công động viên vợ rằng anh sẽ bán xưởng xe của mình để cứu cô. Cùng lúc này chồng cũ Gze lại mò tới gặp Annie. Anh chất vấn tại sao đối phương lại sử dụng ma túy, nhưng hỏi thì ít mà hành động thì nhiều, thế là hai người đã có một đêm mặn nồng bên nhau. Cùng lúc này Jabez đã đem số tiền bán xưởng xe của chồng tới cho Gio, bù đắp được khoản lỗ đợt trước nên hắn đã tạm thời bỏ qua sai lầm của ba người. Tưởng rằng mọi chuyện đã được xử lý gọn gàng, nhưng ngay khi ngủ dậy số tiền giấu trong bếp đều biến mất. Hóa ra đàn em của Gio đã bị FBI bắt, điều đó làm hắn phải đóng cửa hoạt động một thời gian. Trong lúc túng thiếu, Gio đã luộc lại hết tiền của Borland tiêu xài, kể từ đó mặt Jabez lúc nào cũng trở nên ủ rũ. Không có tiền tiêu xài, Annie cũng phải cắn răng chịu nhục đi chùi nhà vệ sinh. Cùng lúc này Ruby cũng đang tăng ca bán bánh một cách điên cuồng. Hết nguồn thu từ tiền bẩn, ba chị em không có phí bịt miệng trả cho Lena, thế nên ngày nào cô ta cũng tới gặp họ để quấy rối. Biết chồng của Ruby là cảnh sát địa phương, Lena không ngần ngại đánh đòn tâm lý đối phương. Ngay sau đó Ruby lập tức đem chuyện bị uy hiếp này nói cho nhóm, bị đẩy đến bước đường cùng họ đã lên kế hoạch trộm thuốc đem bán. Cứ thế họ cải trang thành khách hàng VIP của một spa cao cấp, từ đặc quyền tự do đi lại ba chị em dễ dàng tiếp cận được mục tiêu. Hàng trăm lọ thuốc cứ thế bị vơ vét sạch, sau đó Ali liền liên lạc với tên buôn ma túy trong vùng. Ai ngờ số thuốc làm đẹp trong mắt hắn đều như cỏ rác. Cho dù giá trị của chúng cao nhưng sẽ rất khó để bán được, bởi chỉ cần cảnh sát ngó tới một cú là cả sự nghiệp của hắn tiêu tùng. Hết cách, Jabez bèn đem số thuốc này nhờ Gio bán dùng. Thấy vậy hắn lập tức nhận ra ngay con sâu Lena vẫn chưa bị xử. Nhưng nhìn người phụ nữ có 5 đứa con, Jabez không dám ra tay và vì thế mà cả ba chị em đều bị nắm thóp để tống tiền. Thấy vợ mình như đang có chuyện không hay, Borland đồng ý giúp đỡ, thật không tin được người chồng vô dụng thường ngày lại có quan hệ rộng. Tất cả số thuốc đều được bán cho bệnh viện tư trong một phút trao đổi, thế là Jabez đã có đủ phí bị miệng để trả cho Lena. Bên này Ruby đang tới thăm chồng tại sở cảnh sát, ở đó Sir Ten có nói bắt được đàn em của Gio và đã thuyết phục hắn phản bội. Nếu báo tin này cho Gio thì việc kinh doanh tiền bẩn lại lần nữa được mở cửa, thế là Ruby lập tức báo cho nhóm ba chị em.
Không ngoài dự đoán, Gio đã giao cho họ nhiệm vụ mới, lần này họ phải vận chuyển xe tải ra vùng ngoại ô, tiền thưởng cao nhưng đi kèm với đó là nguy hiểm ngồi tù mọt gông. May thay Ruby có chồng là cảnh sát địa phương kỳ cựu nên cô đã giả vờ lấy đại một vụ tương tự để xin góp ý của Sten. Có được một số đường tắt tránh chốt kiểm định trong thành phố, sáng hôm sau ba chị em lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Ba chiếc xe tải được chia làm ba tuyến đường di chuyển khác nhau. Thật không may Jabez đã bị cảnh sát nhắm tới, cứ nghĩ chắc cú lần này sẽ đi tù mọt gông. Ai ngờ sau khi kiểm tra thùng hàng, cảnh sát lại thả cô đi, hóa ra trong đó không có gì cả, tất cả là để Gio thử lòng trung thành. Thế nhưng Jabez lại tức giận chửi rủa đối phương, trong cơn tức giận hắn đã hủy hợp tác với Jabez. Cùng lúc này Leslie đang tiếp cận Lena để moi thông tin của ba cô gái. Bởi Annie nắm trong tay những tấm ảnh nhạy cảm của mình nên hắn quyết tâm tìm chứng cứ tống ba chị em vào tù, bà mẹ bỉm sữa với năm đứa con từ lâu đã túng thiếu tình yêu thương. Thế là Lena đã nhanh chóng rơi vào lưới tình giả mạo, bên này sau cú chơi ngu của Jabez thì mấy chị em đều hết kiếm tiền. Jabez sợ không thể trả nổi lãi ngân hàng cho căn nhà đang thế chấp nên đêm nào cũng thức trắng vạch ra kế hoạch kiếm tiền. Lúc này Annie lâu không được gặp con trai cũng rất buồn bực, chỉ biết đánh xe tới trước cửa nhà chồng cũ tự nói chuyện một mình. Hoàn cảnh của Ruby còn thảm hơn hai chị em nữa, vợ chồng cô đang phải gánh khoản tiền chạy thận khổng lồ cho con gái. Mặc dù mỗi người đều có khó khăn của riêng mình nhưng họ đều có một suy nghĩ chung, đó là tống Gio vào tù, nếu không sẽ có ngày họ bị hắn ra tay trừ khử để bịt miệng. Lúc này Turner đang theo dõi hành tung của Gio ở trong quán cà phê, tuy nhiên đối phương lại dễ dàng nhận ra có mùi đặc vụ. Thế là hắn không ngần ngại lao vào khích đều Turner rằng thằng đệ mà anh cài vào đã bị mình giết rồi, sau đó ung dung rời đi trước sự bất lực của Turner. Bên này ba chị em đã bắt tay vào kế hoạch tống Gio vào tù, lợi dụng sự hiểu biết ngóc ngách trong cửa hàng của Annie, cộng thêm việc bới móc giờ làm việc của cảnh sát từ Sten. Ba chị em lại lần nữa hành nghề cũ tại cửa hàng tiện lợi, mặc dù phi vụ có chút trục trặc là chìa khóa mở két bị rơi xuống cống. Nhưng chỉ ít phút sau họ đã dễ dàng lấy chúng lên được, tưởng chừng mọi thứ kết thúc trong êm đẹp. Ai ngờ tên mập bảo vệ đã phát giác ra Annie là một trong ba thủ phạm. Biết được hoàn cảnh của khó khăn của ba chị em, cộng thêm tình bạn gắn bó lâu năm với Annie, tên mập quyết định giúp họ che giấu lần này. Nghe tin Turner lập tức tiến tới hiện trường, điều gì có thể làm anh trở nên gấp gáp như vậy? Đó là dấu vân tay của Gio đã được chị em ngụy tạo tại hiện trường. Cùng lúc này Lena dọn nhà cũng biết được Leslie lừa tình, nguyên nhân là máy nghe lén được hắn giấu vào trong cuốn sách. Nhằm ghi lại cuộc trò chuyện trong các phi vụ rửa tình, không chậm trễ Lena liền tới báo tin này cho Jabez. May thay đối phương chưa khai ra chuyện gì liên quan tới phi vụ này, nên tạm thời Jabez vẫn trong diện an toàn. Chuyện này chưa hết thì chuyện khác lại kéo đến, bao lần trên đường đi làm về vì ngắm gái nên đã bị tai nạn. Cũng vì thế mà Jabez biết được chồng mình không bị ung thư, thấy mình bị lừa nhưng cô chỉ u sầu có một lúc, bởi có một tin cực vui là Gio đã bị cảnh sát gông cổ vào tù. Mối họa trước mắt bị gỡ bỏ, ba chị em liền hẹn nhau tán gẫu ăn mừng. Đêm đến Leslie lại đến tìm Lena để tâm sự về chuyện phạm pháp của ba chị em. Bởi đã biết mình bị lừa ngay từ đầu nên giờ cô đã cẩn thận hơn, tuyệt đối không giao lại máy ghi âm và đuổi Leslie ra về. Cùng lúc này con gái của Ruby cũng được thay thận thành công. Chưa kịp vui mừng thì Sten lại khám phá ra tội lỗi của vợ. Thấy tình cảm vợ chồng đang đi vào rạn nứt, Ruby bèn thú nhận tội lỗi và xin chồng tha thứ. Cô làm tất cả điều này cũng chỉ vì sự sống của con gái. Tuy nhiên Sten là một cảnh sát gương mẫu từ xưa tới giờ nên anh không thể chấp nhận được chuyện này mà rời đi. Xui xẻo không chỉ đến mỗi với cô mà còn tới với Jabez. Tưởng chừng Gio đã phải ngồi tù mọt gông, ai ngờ đêm đến trở về lại giật mình thấy hắn ngồi trong nhà. Trong tay là một con hàng nóng cùng chồng bị đánh tay tua trên bàn. Bây giờ hắn cho cô hai lựa chọn, một là giết chồng mình, hai là hắn sẽ tặng cô một viên kẹo đồng. Nói xong Gio liền đưa hàng cho Jabez tự xử lý. Lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô đành phải bóp cò. Thật may khi đạn chỉ đi lệch động mạch chủ, nhờ thế bác sĩ đã cứu được Bo qua khỏi cơn nguy kịch. Điều đó khiến Jabez vừa vui vừa buồn, vui vì mình đã không giết người, buồn vì không biết dám đối mặt với chồng ra sao. Cùng lúc này Leslie đã lệnh cho tên mập mò ra bằng chứng sót lại sau vụ cướp. Quả nhiên ba chị em vụng về đã để lại nhiều dấu vết, đặc biệt là mực viết trên mảnh giấy là của chiếc bút họ đánh rơi, Turner đánh hơi được mùi tội phạm nguy hiểm. Thế là ngay lập tức trong đêm đã tới hỏi thăm Jabez, khuôn mặt anh rất vui khi đã nắm thóp được đối phương. Tuy nhiên anh còn muốn Jabez khai thêm thông tin về Gio, nghe vậy cô lập tức từ chối bởi sợ hắn lại lần nữa tới tìm mình. Thấy thế Turner cũng không làm khó mà liền rời đi, bên này Sten thân làm cảnh sát cũng rất thất vọng với vợ mình, anh không ngờ cô lại là một trong những hung thủ cướp siêu thị. Nhưng bởi tình yêu nên Sten đã thuyết phục vợ rút khỏi vụ này, sau đó cảnh sát sẽ tập trung hết tội lỗi lên Jabez. Mặc dù đến đường cùng nhưng Ruby vẫn không nỡ bỏ mặc chị em, trên đường trở về cô rất băn khoăn suy nghĩ. Một bên là chị em lâu năm, một bên là gia đình mình, đến cuối cùng cô vẫn quyết tâm bảo vệ chị em của mình. Bằng cách đổi cái bút chứng cứ thành cái khác trước khi cảnh sát đem tới tòa, mọi tội lỗi của họ sẽ mãi mãi được giấu kín, không chờ đợi thêm ba chị em đều bắt đầu hành động. Lợi dụng lúc cảnh sát vào mua ít đồ ăn vặt, Jabez và Annie đã lẻn vào trong xe lục lọi. Để phi vụ được thuận lợi, Ruby thậm chí đã chen hàng, sau đó đôi co với chủ tiệm câu giờ cho chị em.
Cho dù là vậy nhưng sau nửa tiếng hai người vẫn không thể tìm ra cái bút, tưởng chừng mọi việc đến đây là chấm hết, ai ngờ đến tối Sten đã đem chiếc bút về cho vợ. Mặc dù là cảnh sát chính trực nhưng gia đình đối với anh vẫn quan trọng hơn, Ruby nhìn thấy hành động như vậy thì không khỏi bất ngờ. Đêm đến bởi cái bút bị đánh cháo nên cảnh sát không tìm ra dấu vân tay, thế là anh đã tìm tới tận nơi của Leslie để chửi rủa. Biết được ba chị em này rất khó xơi nên hai người đã bí mật bắt tay với nhau. Ngày hôm sau Borland đã được xuất viện về nhà dưỡng sức. Không lạ gì khi anh vẫn còn giận dỗi cô vợ của mình, anh không nghĩ ra Beth lại dám bắn chồng mình thay vì Dior, thấy thế cô chỉ đành lủi thủi rời đi ngay sau đó. Bên này tình cảnh của Ruby cũng không khác là mấy, Sten cũng đang cạch mặt vợ bởi cô đã phạm tội nghiêm trọng, lúc này chỉ có Annie là ổn áp nhất khi đang vui vẻ bên con trai. Hôm nay là ngày cô tới đón con trai đi xả hơi cuối tuần, loay hoay với chuyện gia đình mà họ đã quên mất còn một mối nguy hại là Leslie. Trùng hợp Gio cũng tới gặp ba người rồi ép họ phải trừ khử hắn ta, bởi theo nguồn tin mật thì Leslie đang bí mật bắt tay với FBI. Lúc đi Gio còn để lại một con hàng giảm thanh siêu xịn, đối với người nghĩ đơn giản như Annie thì việc ra tay với Leslie là bình thường. Do bình thường hắn cũng thường xuyên bắt nạt cô tại siêu thị, tuy nhiên hai người còn lại thì rất đắn đo và cần thêm thời gian suy nghĩ. Thấy các bà chị chưa hành động, Gio lại tìm tới gặp Jabez thúc giục, trước mặt hắn cô không dám từ chối nên đành chấp nhận. Quả nhiên đêm đến ba người đã dụ Leslie tới khu rừng ngoại ô, thấy bản thân sắp chết tới nơi hắn liền giả nai khóc lóc. Tuy nhiên Jabez chưa từng giết ai nên đã đề ra một kế hoạch, đó là đối phương hãy biến mất trong một thời gian. Annie nghe xong thì tức điên người bởi nếu Gio phát hiện, chắc chắn ba người sẽ phải về chầu cùng ông bà, để hắn ngậm miệng thật thì họ phải kiếm đủ 50 triệu để đút lót. Mặc dù là tên khốn nạn nhưng hắn đã tuân thủ lời hứa, kể cả khi tơ nổ đến gặp mặt Leslie cũng mạnh dạn xin rút khỏi vụ này, bên này bởi phải kiếm đủ tiền trong thời gian ngắn. Annie đành phải lẻn vào buổi tiệc của chồng cũ và vợ mới, nhân lúc mọi người hát hò vui vẻ rồi trộm chiếc chìa khóa xe. Sau đó phối hợp cùng Jabez ở bên ngoài thành công lụng con Tesla, sau khi đưa tiền đến tận mõm cả Leslie liền trốn về ở với bà ngoại. Ngày hôm sau Gio tìm tới Jabez đã hỏi về phi vụ trừ khử Leslie, tại đó cô đành phải lựa đại ra một câu chuyện vớ vẩn. Nhưng nhìn băng đạn không mất viên nào, Gio đã biết ngay Jabez không dùng tới con hàng này, sau đó cảnh cáo nếu để hắn thấy Leslie còn sống, cả gia đình cô sẽ lại lần nữa gặp nguy hiểm. Đêm đến Gio lại tiếp tục mò tới tìm Jabez. Nếu cô không biết dùng súng thì để hắn đích thân chỉ dạy. Không lâu sau quả thực Jabez đã học được bài bản. Sau đó chọn tên mập là mục tiêu đầu tiên sau quá trình huấn luyện. Hai chị em ngồi trên xe không nỡ nhìn cảnh đẫm máu nên đã bấm còi ô tô phá hỏng hành động của Jabez. Ngày hôm sau để tìm ra Leslie, ba chị em đã nhờ Lena liên lạc, bởi cô là người phụ nữ hắn thích nên chắc chắn hắn sẽ nghe máy. Khi định vị được GPS họ đã tìm ra nơi ẩn náu của Leslie, sau đó để Annie là người mạnh dạn nhất cầm hàng vào khử đối phương. Tuy nhiên loay hoay một lúc lâu cô vẫn không tìm thấy hắn đâu, hóa ra Leslie tưởng Lena yêu mình thật nên đã lập tức quay về. Nhận thấy đối phương chuẩn bị cuốn gói bỏ trốn khỏi mình, hắn rất giận bởi bản thân đã hết lòng mà chỉ nhận lại lừa dối. Vì không còn nơi nào để đi nên Lena đành để Leslie ngủ qua đêm ở đây, đợi đến sáng cô đã gấp rút đưa các con bỏ trốn. Tuy nhiên tiếng xe to đã đánh thức hắn tỉnh dậy. Trong lúc rằng co, Lena vô tình bấm số lùi đè ngang đối phương, lần đầu làm chuyện này có hơi hoảng loạn nên cô liền báo ngay cho ba chị em. Tưởng cô hiền lành bấy lâu ai ngờ bởi không nhét vừa thi thể vào tủ lạnh, Lena đã ấy Leslie ra nhiều khúc rồi tống cả vào đó. Ba người nghe xong thì sửng sốt đến ớn lạnh cả người. Không chần chừ họ lập tức đem thi thể phi tang ngay trong đêm và địa điểm lý tưởng nhất là bãi rác tổng hợp vùng ngoại ô. Trái tim mềm yếu của Ruby không thể chịu được cảnh này nên đã bật khóc. Sau vụ này tâm trí ai cũng rơi vào day dứt không ngừng. Kể cả Annie mạnh mẽ nhất nhóm cũng bật khóc lớn khi nghe tin nhắn thoại từ bà ngoại của Leslie, phi vụ hoàn thành, Gio cũng hoàn thành lời hứa, giao chiếc chìa khóa của cả kho tiền giả cho cô. Những lúc như này Jabez không quên lấy chị em của mình, ít phút sau cô đã gọi cho hai người tới nơi cùng chung vui. Trong này là một kho money giả khổng lồ, đặc biệt là nó được thiết kế tinh xảo tới mức như tiền thật, thế là họ không ngần ngại mà đem chúng đi rửa. Tuy nhiên các siêu thị đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên đã đuổi ba người đi, không còn cách nào khác Jabez phải đem mớ tiền này tới tìm chồng. Nếu dùng nó để mua xe ô tô sau đó bán chốt lời thì họ sẽ lãi to. Dưới sự thuyết phục của vợ, Bo lần cuối cùng cũng đồng ý. Không ngờ thương vụ này thành công hơn mong đợi, hàng loạt chiếc xe xịn được nhập về cùng một lúc. Điều đó đã đưa cửa hàng của Bo lần vươn lên vị trí top 1 trong vùng. Khách hàng cũng bị ảnh hưởng mà kéo đến mua xe liên tục. Có tiền trong tay là tự khắc gia đình sẽ êm ấm và hạnh phúc. Để thưởng cho thương vụ thành công vừa rồi, hai vợ chồng đã ăn mừng bằng một bữa ăn sang trọng tại nhà hàng 5 sao. Tại đây họ cũng chấp nhận bỏ qua mọi hiềm khích trước đây, lâu lắm mới tâm sự với nhau thì cô lại thấy chồng không hiểu mình, thế là nhân lúc Gio cũng đang ở gần đây quan sát. Họ đã lén làm chuyện ấy với nhau trong nhà vệ sinh, nhưng chơi đùa chán chê hắn lại đem hết tiền ở kho đi nơi khác, tất cả là vì thương vụ rửa tiền bằng kinh doanh xe đang phất lên. Nên hắn đã tới đập phá khắp nơi để đòi chia 60% lợi nhuận, không còn cách nào khác vợ chồng Bo lần chỉ đành đồng ý. Chuyện xui này chưa hết, chuyện khác lại tới, họ đã quên dặn Lena chuyển đi nơi khác ở. Cũng vì thế mà Tono đã tìm tới nhà cô đã hỏi vụ mất tích của Leslie. Càng nguy hiểm là đứa con lanh chanh không đúng lúc và đã nói to là Leslie hôm trước chơi trốn tìm đã trốn trong tủ lạnh. Thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, Ruby đã tiết lộ việc này cho chồng, Sten không có cách nào khác chỉ đành tập trung suy nghĩ.
rồi đưa ra một số giải pháp phòng khi bị FBI hỏi cung, trò chuyện tới sáng Sten cũng phải tạm thời gác lại để đi làm. Ít phút sau anh đã gọi thông báo cho vợ mình chuyện nguy hiểm, đó là có nhân chứng đã thấy ba chị em xử lý Leslie, nhưng điều đó là không thể nào bởi kẻ ra tay chính là Lena. Hóa ra mụ đang ở chỗ Turner và bốc phét đổ mọi lỗi lên ba chị em, câu chuyện rùng rợn đến mức khiến một FBI phải cau mày rùng mình. Sợ phải đi bóc lịch cả đời đêm đến ba chị em đã tới nhờ Gio giúp sức, tuy nhiên trước đây hắn đã yêu cầu Jabez trừ khử Lena. Nhưng bởi cô không làm nên mọi việc giờ hắn không liên quan, càng tệ hơn là sáng hôm sau cảnh sát đã tìm ra bãi rác nơi thi thể Leslie được thủ tiêu. Khi Sten báo tin này về cho ba chị em, họ dường như hoàn toàn rơi vào bất lực, thấy bản thân khó cứu nên Jabez chỉ biết tìm tới chồng nói đôi lời cuối. Thật ngạc nhiên khi sau mọi chuyện Borland vẫn yêu vợ mình, còn lúc này Sten tan làm về cũng sợ vợ mình đi tò nên đã ôm chặt lấy cô không rời. Tuy nhiên Turner lại tập trung nhắm vào Jabez đầu tiên, mặc dù cô cố tỏ ra bình tĩnh đối đáp với đối phương. Nhưng càng nói càng đi vào đường không thể cứu vãn, thấy con mồi dính bẫy Turner cũng không tiếp tục làm khó, mà rời đi ngay sau đó đợi giám định vân tay xung quanh thi thể. Bị dồn vào đường cùng Jabez bỗng nảy ra một ý hay, đó là bảo chồng bán rẻ toàn bộ xe ô tô như cho. Sau đó cô đem số tiền đó đưa hết cho Gio nhờ hắn cứu họ, quả nhiên với mạng lưới của Gio thì thi thể đã bị đánh cháo. Thấy kết quả giám định không khớp với lời khai của Lena, Turner tức giận tới chửi rủa cô bởi dám lừa anh. Tức quá hóa giận đối phương liền buột mồm khai ra, trong nhóm ba chị em có chồng của Ruby là cảnh sát, thông tin này như chìa khóa vàng mở ra một bước quan trọng trong vụ án. Vừa trở về trụ sở anh rất vui nghiên cứu lý lịch của Sten, biết đối phương thích chơi bóng rổ Turner đã nhanh trí tiếp cận. Rồi vừa chơi vừa làm quen bằng việc tới nhà ăn tối, quả nhiên chiêu này đã thành công nhưng Sten cũng bắt đầu nghi ngờ. Bởi anh biết rằng FBI muốn đến nhà mình là vì việc gì, mặc dù Sten đã khuyên vợ hãy thú tội để được nhận khoan hồng. Tuy nhiên cô lập tức từ chối và lôi việc chăm con ra làm vật cản, thấy thế anh không còn cách nào khác ngoài việc giấu tới cùng. Mạnh miệng là thế nhưng khi mới gặp Turner thì hai vợ chồng đều run như cầy sấy, điều đó cũng làm anh ngày càng trở nên chắc chắn hơn. Chỉ đợi mọi người rời đi nơi khác Turner đã tới thuyết phục Ruby, anh biết gia đình cô đều là người tốt nên hãy tố cáo Jabez, họ sẽ được FBI rút hồ sơ buộc tội trong tương lai. Nghe vậy Ruby có hơi đắn đo suy nghĩ nhưng Sten thì ngược lại, anh rất vui nếu gia đình mình được an toàn và Jabez chịu tội. Bởi suy cho cùng thì cô ta là người kéo vợ mình vào vụ này. Cùng lúc này Jabez đang trao đổi kế hoạch làm ăn mới với Gio, lợi nhuận lần này được chia là 50-50. Đạt được mục đích cô vui vẻ trở về với căn nhà yêu quý. Trong cơn vui cô đã cùng chồng mình làm chuyện ấy. Tuy nhiên khi nhìn vào chỗ hiểm thì Borland đã nhận ra nó rộng như cái hang. Anh chắc chắn đó là do Gio làm nên anh đã đi học boxing để trả thù. Chưa kịp nuốt trôi cục tức thì trong dịp sinh nhật con gái, Jabez lại xin chồng được rời đi làm nhiệm vụ. Lần này cô phải giao xe chứa thuốc lậu cho băng đảng khác, nếu không thành công thì Gio sẽ đem thi thể Leslie tới tặng cho cảnh sát. Nghe vậy Borland không thể không tức giận, thế là đợi sau khi vợ hoàn thành phi vụ trở về anh đã buông lời cay đắng. Mặc dù được thầy dạy võ khuyên hãy tìm luật sư ly hôn, nhưng Borland không thể nào sống thiếu Jabez. Nên anh đã gượng cảm ơn rồi nghỉ tập tại nơi này vĩnh viễn. Về phía Jabez sau khi giao xe cô đã để quên đồ chơi của con gái. Vì thế mà con bé đã nhõng nhẽo đòi mẹ tìm cả đêm, hết cách hôm sau cô cùng hai chị em bèn phải quay lại băng đảng kia tìm lại. Nghe vậy thì bọn xã hội tưởng đối phương bị điên, thậm chí còn nghĩ người của cớm cài vào nên đã rút hàng đe dọa. Bởi nhiều lần trải qua sinh tử nên Jabez không hề sợ hãi, ngược lại còn lấy cớ chấm dứt việc làm ăn ra để đe dọa. Quả nhiên cách này có hiệu quả và họ đã thành công lấy đồ rời đi, nhưng khi vừa về nhà Ruby lại gặp khủng hoảng khi Sten đang bị điều tra. Nếu bị tra ra cái bút là do anh lấy về cho vợ mình thoát tội, chắc chắn Sten sẽ bị kỷ luật nặng theo quy định pháp luật. Cùng lúc này Jabez cũng đang rơi vào khủng hoảng khi con gái bỗng mất tích, dù Borland đã báo tất cả cảnh sát địa phương bao gồm cả Sten tới giúp. Nhưng điều đáng sợ hơn là có khả năng băng đảng kia gây ra khi Gio biết tin Jabez dây vào tranh đấu với đối tác. Hắn rất tức giận chửi rủa tại sao làm điều ngu ngốc vậy chỉ vì một món đồ chơi, sau đó lấy danh nghĩa mình đảm bảo an toàn cho cô rồi rời đi. Dù có vậy thì chưa chắc con gái Jabez đã được an toàn, bên này trong lúc tìm tòi mọi thứ trong căn nhà Ruby đã tìm ra con gái Jabez. Hóa ra con bé trốn vào trong tủ đồ lén chơi game, thế là Ruby bèn chui vào luôn ngồi tâm sự để đứa trẻ này nhận ra lỗi. Không ngờ lúc rời đi cô còn lén lấy sơ đồ kế hoạch của Jabez, tưởng Ruby sẽ báo Turner nhưng khi suy nghĩ kỹ. Cô lại gọi Jabez đến để khai hết toàn bộ mọi chuyện, bao gồm cả việc hợp tác với Turner bí mật điều tra. Tuy vậy họ vẫn không lường được FBI đã cài lau di tới tán tỉnh Annie bởi lâu chưa được hưởng cảm giác làm chuyện ấy. Nên rất nhanh cô đã sa vào lưới tình do FBI dựng lên, cùng lúc này Sten đang bị Turner dùng máy phát hiện nói dối tra khảo. Qua vài câu hỏi cung đơn giản kết quả đương nhiên sẽ trả về là nói dối, Sten cũng biết chuyện này và rất hoảng hốt về nói với vợ. Nghe vậy Ruby rất buồn bởi làm công việc tự hào của chồng biến mất, nhưng dù vậy Sten vẫn cố không khai ra thông tin gì của vợ mình, ngay trong đêm Turner lần nữa tìm tới thuyết phục Ruby. Trong lúc bị dọa cô đành giả đem ra thông tin chiếc xe buôn lậu của Jabez, nhưng đợi đối phương rời đi Ruby lập tức báo về cho chị em. Dù ra sao cô vẫn không thể phản bội người cùng mình lớn lên từ thuở thơ ấu, tưởng chừng lừa được Turner nhưng thật khó khi Lauzi vẫn đang bám vào Annie.
Cô cứ ngỡ đây là một cuộc tình đẹp nên rất hạnh phúc hưởng thụ. Sau khi về trụ sở, Tono rất vui khi biết được kế hoạch vẫn đang phát triển tốt. Và thậm chí Lao Di còn tường thuật lại chi tiết mọi chuyện, kể cả 18 cộng. Đùa giỡn xong, họ cũng cho người tới áp giải Sở Ten về đồn. Đến nước chồng bị bắt đi nhưng Ruby vẫn không nỡ phản bội chị em. Đây là cái giá phải trả cho sự cứng đầu của cô. Lúc này Ruby chỉ biết đến tiệm cho vay gần đó mượn tiền bảo lãnh chồng, nhưng nghe số tiền quá lớn nên đối phương đã từ chối. Thế là cô đành tâm sự với hội chị em tìm cách. Jabez thấy thương cũng mạnh dạn tới mượn tiền Dior, không ngạc nhiên khi đối phương lập tức từ chối. Phong cách của xã hội là có làm thì mới có ăn, thế nên Jabez rất bực mình quay về bàn kế sách khác. Không ngờ họ lại làm liều dùng cách cũ để lấy tiền từ đầu rơm. Tuy nhiên chiếc két được mã hóa đóng lại trong đêm chống trộm. Thế là họ chỉ còn cách bắt luôn đầu rơm về, đợi sáng hôm sau két mở thì lấy tiền sau. Mặc dù đang bị bắt nhưng biết đối phương chỉ toàn đàn bà nên đầu rơm vẫn rất chiêu chiêu hưởng thụ trên xe. Cùng lúc này Lao Di đang tích cực tìm bằng chứng trong nhà Annie, không may cảnh này đã bị Sa Di bắt gặp, nhưng bởi diễn xuất siêu đỉnh của anh nên cậu nhóc hoàn toàn không nhận ra lạ thường. Thậm chí còn bắt ba chị em mở nhạc kèm đồ ăn trắng miệng vào ban đêm, nghe miệng hắn nói quá nhiều có vẻ sức chịu đựng của Annie có giới hạn. Nhưng vì muốn giúp Ruby nên cô phải tiếp tục nhẫn nhịn, chờ mãi mới đến hôm sau họ không chần chừ đưa đầu rơm quay về mở két. Kể cả lúc mất tiền cậu cũng không hề lo lắng, bởi đó đâu phải tiền của cậu. Cuối cùng với số tiền đó, Sở Ten đã được tại ngoại, vừa gặp vợ chồng đã ôm chặt lấy nhau. Giờ Sở Ten đã không còn là cảnh sát nên gia đình vẫn là quan trọng nhất. Còn bên này Jabez thì không như vậy, bởi con cúc cu của Dior ngon quá nên họ lại lên giường với nhau. Xong việc, cô lập tức xin nghỉ việc ở chỗ đối phương, cô muốn được nghỉ ngơi một thời gian. Còn Ruby thì cứu xong chồng liền quay lại xin lỗi bạn đầu rơm. Anh đương nhiên không tức giận cũng không truy cứu đối phương, chung quy lại thì đầu rơm chỉ là thằng làm thuê ăn lương theo giờ. Sau khi lui khỏi nghề, Jabez liền mở một câu lạc bộ gia đình nhỏ, trong đó bao gồm hai bà nội trợ khó ưa luôn đố kỵ nhau. Điều này là để tạm thời thoát khỏi sự nghi ngờ của FBI. Trong lúc này, hai người còn lại đành phải làm thay việc cho Jabez. Nhiệm vụ lần này là vận chuyển số lượng tiền lớn tới Canada, thế là Ruby bèn tổ chức buổi dã ngoại cho lớp học của con gái. Nhằm che giấu đi hành vi phạm tội của mình, trên xe Annie cũng làm khùng làm điên cho giống với không khí chuyến dã ngoại. Quả nhiên khi đi qua trạm kiểm định, cảnh sát đã không hề nghi ngờ, khó lắm mới thoát được sự chú ý của cảnh sát thì Ruby đã tự thú nhận. Đó là mình đã bỏ lại hết tiền lại phía sau bởi sợ cảnh sát, điều đó khiến Annie tức điên cả người lên chửi rủa, mọi công sức của cô cứ thế mà đổ sông đổ bể. Cùng lúc này FBI đã bất ngờ điều động lực lượng tới bắt Jabez. Biết trước tin này, Dior đã tới cảnh cáo cô mau thủ tiêu sổ kế hoạch. Nghe vậy Jabez lập tức lao tới cửa hàng của chồng lấy sổ. May thay lúc FBI vừa đổ bộ tới, cô đã cho sổ vào bồn cầu. Biết tin, hội chị em cũng tới hội họp tâm sự với nhau. Trong khoảng thời gian này họ đều không tiếp xúc với ai mới, ngoại trừ Lao Di đột nhiên xuất hiện tán tỉnh Annie. Điều này khiến cô lập tức cảnh giác mối quan hệ này. Cùng lúc này Tono cũng đang lục tung bồn cầu tìm sổ kế hoạch. Không thể trong 5 phút mà Jabez có thể xả hết từng đó sổ sách xuống bồn cầu được, thế là anh bắt đầu chú ý đến kẽ hở trên trần nhà. Khi đem những mảnh vụn còn sót lại tại hiện trường quay về, Tono bắt đầu cật lực ghép lại chúng thành dãy số phân tích. Sáng hôm sau, hội chị em lại có dịp được hội họp có việc lớn. Dior vừa gửi một ngón của Leslie tới cảnh cáo họ làm hỏng việc vận chuyển. Trong lúc tức giận, Jabez đã nhắm mắt nhét nó xuống bồn rồi xả nước. Chờ lâu quá không được, cô đã nghĩ ngay tới việc lấy đồ ngô đập bẹp nó ra. Sau đó hùng hồn đi về phía Dior để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lần này hắn lại giao nhiệm vụ rửa money mới cho ba chị em trong hoàn cảnh đang bị FBI theo dõi gắt gao. Phi vụ này dường như là rất khó thực hiện được. Trong lúc nguy, Jabez lại ngộ ra kế sách mới, đó là đến tiệm giặt ủi thanh toán bằng tiền lớn rồi nhận lại một núi xu lẻ đem về. Đạo đức của Annie thì bị cắn rứt hơ với việc lấy cắp chỗ từ thiện, rồi để money giả vào đấy để không ai phát giác ra. Cuối cùng là Ruby thường xuyên tới mua kem bên lề đường, cật lực từ sáng tới đêm ba chị em cũng có thể ngồi lại với nhau. Tuy nhiên chẳng ai vui bởi Dior đang nắm thóp họ bằng việc giữ thi thể Leslie. Chừng nào còn như vậy, hắn giao việc gì ba người cũng phải làm. Thế là Jabez quyết định theo dõi hành trình của Dior nhằm tìm ra thi thể của Leslie được hắn giấu tại đâu. Trong lúc theo chân, Annie cũng phát hiện ra Lao Di là FBI. Hóa ra cuộc tình bấy lâu nay thực sự chỉ toàn dối trá. Sau bao nhiêu nỗ lực, Jabez cũng tìm được nơi ở của Dior. Nhưng lục lọi khắp nơi lại không có chỗ nào đáng nghi, tưởng chừng Dior giờ này phải đang ra ngoài làm việc. Ai ngờ hắn lại bất ngờ xuất hiện phía sau Jabez. Một tên trùm như Dior quả thực không dễ để theo dõi. Thấy đối phương có chút hoảng sợ, hắn liền nói thẳng bản thân muốn Jabez phục vụ việc rửa money cho băng cả đời. May thay hắn không làm gì nên cô tạm thời được thả đi. Còn lúc này Ruby đang cầm cục money giả tới tìm luật sư bào chữa cho chồng thoát tội, tưởng ông ta không nhận một lúc đống tiền mặt này vì nguy cơ rủi ro. Ai dè rủi ro cũng có giá là 20.000 đô, và thế là hai bên thỏa thuận thành công thương vụ lớn này. Xong việc, cô trở về nhà của Annie xem xét tình hình. Tại đây Ruby cũng biết cô em gái bị lừa tình quá đáng. Trong lúc yêu say đắm, có gì Annie cũng kể hết cho Lao Di, từ đó mới khiến Jabez gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, bởi chán đời nên cô đã tìm tới tên mập trò chuyện. Trong lúc nói, đối phương cũng buột miệng tiết lộ việc trong siêu thị có quầy thịt đông lạnh.
cộng thêm việc Gio thường xuyên ký gửi thịt đông tới đây, cô lập tức lấy công trục tội bằng việc tìm ra thi thể Leslie. Sau đó ba chị em đã chôn nó xuống vườn hoa nhà Jabez, tưởng chừng mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Ai ngờ không lâu sau chú chó hàng xóm đã đào vườn hoa lên. Nhờ việc đó mà Jabez phát hiện ra những sợi tóc dài của phụ nữ. Việc này khiến ba chị em bỗng rơi vào trầm tư một lúc lâu. Cứ thế thì khác gì bản thân lại dính thêm tội mới. Sau khi quay về, Ruby đã cùng chồng tới tham gia buổi cầu nguyện. Thật bất ngờ khi Turner cũng đang ngồi ở ngay phía sau họ, thấy thế hai người lập tức biết chuyện không lành sắp ập tới. Quả nhiên Turner đến là vì phi vụ money giả của Ruby, bởi không chịu được vợ mình bị chỉ trích, Stan đã tức giận yêu cầu đối phương làm việc với luật sư của mình. Thấy FBI còn đang nghi ngờ ba chị em giết Leslie, họ lập tức tìm tới nhà của Lena để hỏi cho ra nhẽ. Bởi cô ta đã đổ mọi tội lỗi lên đầu ba người họ, thấy căn nhà đã bỏ trống hai thằng Annie rất tức giận. Ít phút sau thì Jabez phá hòm thư, rồi dựa vào đó để tìm ra thông tin của Lena. Quả nhiên cách này có hiệu quả vì những thông tin liên lạc của Lena đều được đính trong thư hàng ngày. Khi bị bắt, ba người đã trói chặt Lena lại để chỉ trích, hết cách cô cũng chỉ biết khai ra mọi chuyện xảy ra trước đó. Khi cuốn thi thể Leslie vào trong một túi bóng lớn, cô chợt phát hiện ra đối phương vẫn chưa chết mà đã tẩu thoát ra từ lúc nào không hay. Vậy là chắc chắn Leslie vẫn còn sống và đang ở đâu đó, bây giờ chỉ cần tìm ra được hắn thì ba người sẽ thoát tội giết người. Ngay lập tức họ khởi hành tới nhà bà ngoại của Leslie. Trong cuộc trò chuyện, Annie rất cảm thông với người bà già nua. Cứ tưởng bà không biết cháu trai còn sống, ai ngờ chỉ giả vờ rời đi rồi đột ngột quay lại, Leslie đã mò từ trên trần nhà xuống. Bị chất vấn, hắn cũng không còn gì để nói, nhưng giờ chỉ có hắn mới cứu được ba người thoát tội nên họ không dám lên giọng ở đây. Tình huống này thật khó đỡ khi báo cảnh sát là Leslie còn sống, sẽ kéo theo tay sai của Gio tới trừ khử hắn ta. Giờ chỉ cần ba người cho mình tiền chỉnh hình mặt mũi, Leslie sẽ tự thú nhận với cảnh sát để cứu ba người. Thấy không còn tiền, Jabez định tìm tới Gio xin mượn. Cơ mà bởi nơi ở đã bị phát hiện nên hắn đã chuyển đi nơi khác. Còn lúc này Lauzi đang kể cho Annie nghe kế hoạch của FBI. Trong quá trình theo dõi, cô anh đã không thể thoát khỏi lưới tình, đem lòng yêu đối phương rồi chấp nhận tha thứ cho mọi tội lỗi. Biết rằng Turner sẽ tới hỏi cung Jabez trong nay mai, Annie lập tức thông báo cho chị chuẩn bị trước lời thoại. Thấy bản thân gặp nguy hiểm, Jabez liền tìm tới kho tiền của Gio. Quả thực tại đây có tiền nhưng số TIN này giờ vô giá trị bởi FBI đã nhận ra số money giả này từ lâu. Tuy nhiên Leslie trốn chui trốn lủi lâu không biết nên họ định dùng chúng để lừa hắn ra tự thú. Nhưng Leslie không ngu vì ngoại đã cập nhật tin tức thường xuyên cho hắn nên vừa nhìn là biết tổng số tiền đó là giả. Hết cách, Jabez chỉ bèn thú nhận với FBI việc đã giết Leslie. Lý do bởi cô không muốn gia đình của mình gặp nguy hiểm và muốn hai chị em của mình không dính dáng tới tội lỗi này, và thế là cô đã bị FBI gông cổ về trụ sở. Tuy nhiên bên này bà ngoại đã thuyết phục cháu trai tự thú, bởi đó là phong cách của một người đàn ông lịch lãm. Nhìn thấy Leslie chưa chết, Turner bỗng chốc rơi vào lặng thinh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jabez vô tội và được thả về. Nhưng vừa trở về, Gio đã bắt cô tới một nhà kho bỏ hoang. Tại đây Turner đang bị ăn hành nặng nề dưới bàn tay của hắn, bởi Turner đã biết quá nhiều sự thật của băng đảng. Đồng thời đối phương cũng là mối nguy hại lớn của cô, nên Gio đã cho Jabez cơ hội tự tay tiễn Turner về Tây Thiên, nhưng cô đã không làm vậy mà trở về nhà với mái tóc phờ phạc. Và rồi ngày hôm sau Turner đã tới thăm rồi miễn tội cho Jabez. Hóa ra ngay phút chót Jabez đã không làm theo lời Gio, thậm chí còn liên tục nã súng về phía hắn. Thế cờ xoay chuyển, Turner đã thuyết phục Jabez quay về, còn mình ở lại dạy dỗ đối thủ lớn nhất một bài học. Nghĩ chắc rằng kẻ thâu tóm mình bao năm đã bị trừ khử, mỗi cô gái đều tự do làm những điều mình thích, đương nhiên vẫn phải tạo ra tiền chứ không thì chết đói. Lần này Jabez đã nhận công việc bán thiệp mời đầu ngõ, cứ tưởng họ đã tu tâm làm ăn hợp pháp. Ai ngờ chờ khi chủ của hàng về, ba người đã bắt tay vào làm tiền giả. Mỗi khi làm xong một đợt, họ lại đem tới cho đầu dơm thẩm định. Nhìn sơ qua thì nó có vẻ giống thật nhưng máy kiểm tra vẫn không nhận. Thấy thế họ rất thất vọng rời đi. Thật lạ thay, tại nhà Ruby một cô gái nóng bỏng bỗng bước ra, thậm chí trên người còn chẳng mặc thứ gì. Hóa ra Stan sau khi bị đuổi khỏi sở cảnh sát thì anh phải còng lưng làm ở hộp đêm để kiếm tiền bo. Còn Jabez hiện giang làm thân với vợ của Gio, bởi thấy mấy đứa nhóc không có bố nên cô rất áy náy. Nhưng cô đâu ngờ được tên khốn đó vẫn còn sống và hiện giờ đang bị giam lỏng tại nhà Turner. Lý do duy nhất khiến Turner chưa bắt Gio về trụ sở là bởi hắn đang cung cấp thông tin từ các băng đảng phi pháp khác. Bên này ba cô gái sau thất bại thì liền tìm tới Maggie nhờ thiết kế giúp. Họ hứa chỉ dùng nó để tổ chức chơi cờ tỷ phú cho lũ trẻ, nên tạm thời đối phương ngốc nghếch đã tin lời. Có được bản mẫu từ tay chuyên nghiệp, ba người rất nhanh tạo ra được đống tiền giả. Đáng mừng là lần này máy đếm tiền đã chấp nhận số tiền đó. Giàu lên trong chốc lên, Jabez lập tức đem tới chia sẻ cho vợ Gio một chút, giúp cho mấy đứa nhóc được phát triển tốt như bao đứa khác. Cũng đêm đó đột nhiên Turner đến thăm Jabez, tin tốt là anh đã chấp nhận miễn tội cho cô, rồi mong cô sống tốt trong khoảng thời gian còn lại. Nghe vậy Jabez cũng dần giác ngộ, quay về cùng chị em thủ tiêu đống tiền, nhưng sau đó là hàng tá đống nợ nần đổ lên đầu cô. Thật áy náy khi người giúp Jabez trả lãi lại chính là vợ Gio. Đối phương không hề biết cô là người giết chồng mình, mà chỉ cho rằng bạn bè thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Cùng lúc này Turner dựa theo thông tin Gio cung cấp đã cử một đội đặc nhiệm truy đuổi tới tận nơi, tuy nhiên tại đây lại không hề có gì xảy ra.
Thậm chí Gio còn lợi dụng khoảng thời gian này để tẩu thoát, sau đó cử đàn em tới xử lý hết đội đặc nhiệm bao gồm cả Tunnel. Xong việc, hắn đã quay trở về nhà thăm vợ con. Tại đây, cô vợ cũng tiết lộ ra Beth thường tới đây chơi. Cùng lúc này, tin tức Tunnel hy sinh cũng được truyền tới ra Beth. Thế là họ bèn đem hoa tới tưởng nhớ công lao của anh. Bên này Bolan cũng đang hoàn thành tốt công việc bán bồn tắm. Tuy vậy lại có chướng ngại là một tên côn đồ mới ra tù tới làm phiền, bởi có kinh nghiệm trong việc trao đổi với mấy gã chợ đen nên rất nhanh Jabez đã đàm phán được với đối phương. Thương vụ đầu tiên là rửa đống money giả này, nhưng vì lợi thế đông anh em xã hội nên họ phải chia lợi nhuận 50-50, đang có cục tức trong đầu về nhà lại gặp ngay mẹ chồng. Hai bên vốn không hòa hợp bấy lâu nay nên vừa gặp đã mỉa móc nhau, mặc dù Bolan cố hết sức xóa tan bầu không khí u ám, nhưng vẫn không thể cản nổi cái miệng hai người phụ nữ. Thậm chí Jabez còn giận cá chém thớt đổ đồ ăn rồi bỏ đi. Tuy vậy, sau khi bình tĩnh, cô lại ngỏ lời xin lỗi mẹ chồng trước. Rồi hai người bắt đầu tâm sự về việc xấu mà chồng làm. Chờ đến đêm, ba chị em lại tới điểm hẹn chờ money tới. Ai ngờ bọn xã hội ấy lại không hề tới như đã hứa, thậm chí còn bùng kèo một cách trắng trợn. Hết cách, họ đành phải tới trình báo với quản ngục, rồi bắt đầu liệt kê việc xấu khi vừa ra tù của hắn ra. Nếu dính tội rửa money giả thì 10 năm bóc lịch nữa lại chờ đợi. Thế là hắn có vẻ đã bắt đầu biết sợ người phụ nữ trước mặt. Quả nhiên đêm đó toàn bộ lợi nhuận đã được gửi về không thiếu một xu. Mặc dù rất sợ nhưng Jabez rất nhanh lấy lại bình tĩnh, sáng hôm sau liền khao hai chị em đi ăn uống, rồi tuyên bố thương vụ làm ăn mới với tên xã hội kia, bởi kiếm được nhiều tiền nên ai cũng vui vẻ cả. Lúc này Ruby còn muốn chồng nghỉ việc tại quán bar, mình sẽ cung cấp đủ tiền để nuôi sống gia đình. Nhưng sau khi nghe cách vợ mình kiếm tiền, anh lại tỏ ra bực bởi vì cách này từng khiến mình mất việc cảnh sát. Bên này chưa vui được bao lâu, Jabez đã gặp chuyện kinh khủng khiếp, đó là sự xuất hiện của Gio ngay trong quán nước mà cô đang ngồi. Nhìn thấy hắn như nhìn thấy ma khiến cơ thể cô lặng thinh, vừa gặp Gio bắt đầu đưa từng mẩu đạn mà Jabez từng găm vào người mình ra. Trông có vẻ như hắn định ra tay trừ khử đối phương, nhưng tới lúc chốt hạ thì cô lại bảo mình có thai con của hắn. Nghe vậy Gio không dám làm bừa liền thả cô về. Tới nhà Jabez lập tức đè chồng ra tập thể dục, lâu lắm rồi mới thấy vợ tình tứ như vậy khiến Bolan rất khoái, nên đã tích cực rèn luyện thể hình để bổ sung trung tình. Tuy vậy sau bao lần Jabez vẫn không hề có thai, nếu cứ thế thì sẽ không thể qua mặt được Gio mất. Thậm chí hắn còn cử đàn em của mình dắt chó đi dạo quanh đó để theo dõi Jabez. Nhưng đêm đến Bolan đã phát hiện vợ mình muốn có thai, thấy vậy ông rất bực vì không đủ khả năng nuôi thêm đứa nữa. Cái nhà này đang phải trả lãi ngân hàng và đang nuôi 4 con tiểu quỷ rồi, đến đường cùng cô vẫn không dám nói ra sự thật, nên sáng hôm sau đã tự tìm tới vợ Gio để cầu mong sự giúp đỡ. Biết đối phương là người từng ra tay bắn chồng mình, cô đã không suy nghĩ mà rời đi ngay. Ít phút sau Jabez cùng chị em tới bảo lãnh cho tên xã hội ra ngoài. Lúc hắn định ngỏ lời muốn làm ăn lại thì lập tức bị Jabez từ chối. Hai người thấy rất khó hiểu nhưng về nhà thì mới biết tin sốc. Đó là Gio vẫn chưa chết và đang tìm cách để khử họ. Bởi không chịu được cú sốc tâm lý này, Annie bèn tìm tới bác sĩ tâm lý. Ngạc nhiên là đối phương chính là bạn cũ cấp 3 của mình, nên hai người không cần tốn thời gian chào hỏi mà vào việc ngay. Cùng lúc này Gio mất kiên nhẫn cũng tìm tới tận nhà đưa Jabez đi siêu âm. Biết bản thân khó thoát nên người cô cứ run bần bật lên trước câu hỏi của bác sĩ, Jabez cứ như người mất hồn. Cuối cùng cũng đến món chính là siêu âm cái thai trong bụng. Thật bất ngờ khi bác sĩ bảo cái thai đang phát triển rất tốt, điều này làm Jabez không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra bác sĩ đã được vợ Gio nhờ giúp đỡ trước, nên cô mới may mắn thoát chết trong lần này. Biết vậy cô lập tức tìm tới đối phương để ngỏ lời cảm ơn, tưởng chừng có thể tạm thời an toàn trong một thời gian. Ai ngờ Gio lại cho tên mập thuộc hạ tới giám sát cô. Thấy thế Jabez liền báo cảnh sát nhưng không đủ chứng cứ, nên hắn vẫn ung dung tự đắc giễu cợt cô. Lúc này Bolan biết chuyện liền tức tối đi mua hàng nóng phòng thân. Nghe tình cảnh của khách hàng, chủ tiệm không ngại giảm giá 80%. Bởi không chịu được cảnh suốt ngày bị theo dõi như này, Jabez đã tìm tới tận Gio để nói thẳng mình đã sẩy thai. Nghe xong hắn có chút gượng buồn nhưng cũng tỏ ra nguy hiểm, nếu đã hết giá trị thì sự sống cũng không cần thiết nữa. Không để hắn ra tay, Jabez liền đưa ra điều kiện nóng. Nếu cung cấp đủ 100 tỷ thì Gio sẽ tha cho cô. Với số tiền lớn như vậy ai cũng bắt đầu sửng sốt, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Bolan lại đem con hàng từ đâu về. Mặc dù đã bị Jabez ngăn cản nhưng anh không quan tâm, sợ gia đình mình gặp nguy hiểm ngay trong đêm Jabez liền tìm tới hai chị em bàn kế. Trong lúc bế tắc bỗng Ruby lụng được cái áo của vận động viên bóng chày nổi tiếng, tưởng chừng kiếm được món hời, ai dè lúc định ra về, chiếc áo lại bị vấy bẩn bởi nước do nhân viên làm đổ. Bởi có chữ ký của người nổi tiếng nên chẳng ai dám giặt nên chỉ đành lấy tay trà trong bất lực, mãi không có kết quả họ đành đem tới tiệm giặt ủi nhờ giúp đỡ. Đáng buồn là chủ tiệm lại nói cái áo này được làm giả, chữ ký trên này cũng không phải hàng riêu. Chưa kịp trầm tư thì Ruby lại phát hiện ra bí mật kinh hơn nữa. Đó là chiếc bút do con gái mình trộm lại đang nằm trong cửa hàng này. Điều này có nghĩa con bé đã lừa mình đi bán nó kiếm lời, vừa về nhà chửi thì nó không thèm quan tâm mà bỏ đi. Chính Ruby cũng đang phạm tội thì làm gì có tư cách lên giọng. Xong việc, ba chị em lại hội họp bắt tay vào làm việc phi pháp. Nhờ có sự giúp sức của tên xã hội nên công việc rất thuận lợi. Cứ một bên in tiền, một bên thì đem rửa chúng. Rất nhanh họ đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Chỉ cách vài tỷ nữa là họ có thể góp đủ đưa cho Gio thì bỗng xảy ra bất trắc. Hành vi rửa money thường xuyên trên địa bàn đã khiến Gio chú ý, bị tẩn cho bầm dập nên tên xã hội đành phải khai hết mọi thứ.
Vậy là kế hoạch của Jabez hoàn toàn bị lộ tẩy. Không lạ gì khi Gio đã tìm đến tận nơi để hỏi chuyện. Nhìn đống tiền y như thật thế kia, hắn rất vui. Thế là từ nay Jabez lại bị Gio thâu tóm làm con thiêu thân bán mảng làm việc. Đáng sợ là lần này Gio sẽ lấy toàn bộ lãi, không để lại cho họ chút nào. Nghe tin hai chị em đều sửng sốt, rơi vào sợ hãi. Càng đáng sợ là Bo lần đã phát hiện ra vợ làm tiền giả. Thế là anh đã mạnh dạn ra tay phá tan khung in tiền, thiếu nó thì cô không thể nào hoàn thành tiến trình sản xuất được. Tên mập biết không có nguồn cầu đúng hạn liền tỏ vẻ khó chịu. Nắm thóp được điểm này, Jabez liền ra điều kiện mới, đó là nếu đối phương câu giờ cho mình trước Gio, những vụ sau cô sẽ bonus thêm cho hắn ít tiền thù lao. Thỏa thuận thành công, ba cô gái bèn tìm tới chủ tiệm thiệp, chỉ có tay nghề xuất sắc như cô ấy mới tạo ra được khung in tiền chuẩn. Ai ngờ việc làm phi pháp đó đã bị chủ tiệm biết được, và kết quả là sự bực tức rồi đuổi ngay họ ra ngoài. Cùng lúc này Gio cũng tìm tới tiệm thiệp hỏi tung tích Jabez, lúc này hắn cũng phát hiện đối phương là chủ nhân của khung in tiền. Cứ thế Gio liền dùng vũ lực đe dọa cô phát thảo ngay khung tiền. Nhóm Jabez không biết chuyện cứ tới xưởng in như mọi ngày, đến nơi thì mới sợ hãi đến run lẩy bẩy lên. Xong việc, chúng còn tàn nhẫn đưa chủ tiệm lên xe chuẩn bị xử lý. Thấy thế Jabez lập tức lên tiếng chửi rủa ngăn cản lại, nhưng kết quả vẫn không thể làm thay đổi ý của chúng. Bằng vài phát đạn, chủ tiệm đã ra đi mãi mãi. Lý do chúng làm vậy là bởi không muốn có thêm khung tiền thứ hai. Nhìn người khác bị giết bởi lỗi của mình, họ đã áy náy đến tột độ. Để tưởng nhớ cô bạn, chủ tiệm Jabez đã đưa con chim về cho chồng, nhờ Bo lần chăm sóc thay cho chủ tiệm một thời gian. May mắn anh cũng yêu động vật nên đã nhanh chóng đồng ý. Đáng lo là Jave, chồng chủ tiệm, đã báo cáo cảnh sát vì vợ mình mất tích, kể cả Jabez cũng bị triệu tập đến lấy lời khai. Biết rõ bản thân khiến đối phương ra đi mãi mãi, Jabez buồn bã tới mức không thể làm việc, điều đó khiến Gio không có hàng để tiêu thụ. Biết được nguyên nhân, hắn còn định trừ khử luôn Jave. Jabez không còn cách nào khác, tiếp tục in tiền. Việc cần làm bây giờ là phải mở khóa được cửa tiệm thiệp, nhưng việc đó cần khuôn mặt của chủ tiệm để xác thực. Thế là Jabez bèn tìm tới tên mập nhờ hắn đem cái đầu về, đổi lại Bo lần sẽ cung cấp một chiếc bồn nóng cao cấp. Tuy nhiên khi được tên mập dẫn tới nơi thì họ lại được pha ngạc nhiên tiếp, đó là giữa khu mộ bao la này không biết chính xác chủ tiệm được chôn ở đâu. Thế là ba người đành phải đào từng cái lên kiểm tra, đào cả đêm cuối cùng cũng tìm được thi thể của chủ tiệm. Họ liền đưa điện thoại của chủ tiệm ra mở khóa bằng nhận diện gương mặt. Tất cả là để lừa Jave rằng chủ tiệm vẫn đang sống và ở một nơi rất xa, lấy ý kiến từ hội chị em Jabez đã giả danh nhắn tin đối phương. Ai ngờ lần theo định vị, anh ta đã tiến tới nhà Jabez, nhận thấy sự việc nguy hiểm, họ bèn nghĩ cách lừa là chủ tiệm đã đi, chỉ để lại chiếc điện thoại này nhằm cắt đứt liên lạc. Nghe vậy Jave đành rời đi trong sự bất lực. Xử lý xong, Jabez đã quay lại xưởng in tiền cho Gio. Cùng lúc này Bo lần đưa chim đi chữa trị tình cờ bắt gặp Jave. Bằng tiếng huýt sáo thường ngày, anh đã nhận ra ngay chú chim của mình. Thế là sau khi trở về, Jave liền gán hình Jabez lên điều tra. Thậm chí trên ghế còn có con hàng nóng mới tẩu. Biết chuyện không thể giấu được nữa, ba chị em bèn tiết lộ sự thật. Nghe xong Jave liền đáp lại mình có anh họ từng làm đặc nhiệm, chỉ với giá 30.000 đô thì mọi mục tiêu đều sẽ bị khử gọn. Bởi hiện tại không có đủ tiền nên họ bèn tìm tới đầu rơm hỏi vay, tài sản thế chấp là đống money phi pháp trước mặt này. Biết chuyện, anh không hề đồng ý vì sếp đã lắp camera. Tuy nhiên đầu rơm đã làm cách khác để kiếm tiền giúp, đó chính là giả cướp tới uy hiếp cửa hàng Anichka. Tuy nhiên cảnh sát gần đó phát giác liền lao tới, với phát súng lúng cuống Ruby đã bị dính đạn ở đùi. May mắn không phải vết chí mạng nên cô vẫn có thể sống sót, bởi kế hoạch thất bại hoàn toàn nên Jabez bèn tính kế khác. Sớm hôm sau cô bèn đưa Jave tới tập bắn súng để trả thù cho vợ nên anh học hỏi rất nhanh, chỉ với vài đường chỉ dạy cơ bản Jave đã có thể thuần thục cách bắn, thậm chí còn múa máy vài đường đẹp mắt nữa. Cùng đêm đó Jabez liền cho Jave gặp mặt Gio với danh nghĩa người bán mực in tiền, tạo cơ hội cho anh tự tay trừ khử kẻ giết vợ mình. Tuy nhiên khi đứng trước mặt hắn, anh lại không dám làm gì, điều đó khiến Jabez vô cùng thất vọng bởi đó là cơ hội duy nhất cô có thể tạo ra. Sau mọi việc, họ chỉ còn một cách là thuê sát thủ, nhưng mức giá phải trả quá cao nên Jabez bèn mặt dày tới đòi Gio trả thù lao sau mỗi lần in tiền. Nghe vậy hắn liền đáp lại nếu đối phương xứng đáng thì sau mỗi thương vụ hắn sẽ chia cho 10%. Thế là một suy nghĩ táo bạo bỗng nảy lên trong đầu, đó là giúp Leslie trốn chạy rồi đem hắn tới cho băng đảng xử lý. Nếu thành công, chắc chắn Gio sẽ thỏa mãn và chấp nhận chia hoa hồng. Sau một đoạn đường trốn cảnh sát đầy khó khăn, cuối cùng họ đã về được nhà, nhưng khi tới nơi thì hay tin bà ngoại hắn đã ra đi. Điều đó khiến hắn mất hoàn toàn động lực để sống. Thấy đáng thương, ba chị em rất lưỡng lự khi giao hắn cho Gio, nhưng bởi vì sự sống của cả gia đình họ vẫn quyết tâm giao nộp. Nhận được Leslie thì băng đảng rất vui bởi hắn từng ra mặt làm chứng để cảnh sát bắt Gio. Vừa xong việc, Ruby đã đón nhận sự chào đón nồng nhiệt của chồng ở nhà. Bởi công việc tại hộp đêm khá phát triển nên anh đã tổ chức bữa tiệc hoành tráng, thậm chí còn mua một chiếc nhẫn kim cương trao cho vợ. Nhưng Ruby lại quát mắng chồng vì chưa lo được cho con gái mà đã tiêu xài phung phí. Nghe vậy Stan tức giận lập tức rời đi. Bên này chuyện xui rủi cũng tới với Annie đột ngột, hóa ra người bạn cô thầm thích bấy lâu đã có gia đình. Vậy mà bấy lâu nay anh ta lại không hề tiết lộ, khiến cô đã bỏ công sức tâm sự mỏng với đối phương hàng đêm. Thấy thế Annie không thể chấp nhận được mà rời đi. Cuối ngày cô quyết định đưa hũ cho cốt hòa vào dòng sông, đáp ứng di nguyện cuối của bà ngoại Leslie. Tưởng chừng mọi chuyện xui rủi tạm thời bị chấm dứt, ai ngờ cục điều tra liên bang đã phát giác phi vụ tiền giả này.
Không chậm trễ, họ cử ngay hai đặc vụ ưu tú nhận vụ này. Bên này ba cô gái vẫn chưa viết chuyện nên còn miệt mài làm việc. Cuối cùng họ cũng kiếm đủ tiền thuê sát thủ từng làm đặc nhiệm, nhưng thật đáng thất vọng khi người họ thuê lại là kẻ cụt tay. Hóa ra trong một vụ làm ăn đối phương đã mất nó. Nếu mấy chị em vẫn muốn thuê sát thủ thì phải bỏ thêm tiền, hắn sẽ giới thiệu một đồng nghiệp chuyên nghiệp khác. Không còn cách nào khác, họ chỉ đành đồng ý giao dịch. Thế là đêm đến ai nấy lại phải bắt tay tiếp tục làm việc kiếm thêm ít đồng. Không lâu sau, Gio lại tìm tới Jabez để bàn việc lớn. Thấy năng suất dạo gần đây tụt giảm nên hắn đã tặng cô con hàng, rồi ra lệnh cho Jabez tặng mình một viên kẹo đồng. Nhưng đó chỉ là cái bẫy nhằm đe dọa đổ tội giết người lên Jabez. Bằng dấu vân tay đó chắc chắn họ sẽ không dám phản bội. Trong cơn tức giận, Jabez không chần chừ tới gặp sát thủ mới thuê. Bởi không có đủ tiền trước nên cô đã cọc một nửa, sau khi thành công sẽ trả nốt nửa còn lại. Giao dịch thành công khiến Jabez rất vui vẻ, kể cả lúc giao tiền cho Gio cũng nở nụ cười đắc ý. Nhưng chưa cười được bao lâu, Gio đã tìm tới đưa cô đi đâu đó. Sợ mình bị xử như chủ tiệm nên tâm trạng cô rất sợ hãi. May mắn hắn chỉ truy lùng số thù lao đã đưa đi về đâu. Nhất thời Jabez chưa thể tiết lộ việc dùng nó thuê sát thủ được, nên đã lấy đại một lý do rồi xin giải trình vào hôm sau. Vì làm ăn lâu năm nên Gio tạm thời tin và để cô đi. Biết chắc bản thân đang gặp nguy hiểm tới tính mạng, ba chị em đã theo dõi sát thủ có hoàn thành nhiệm vụ như đã hứa không. Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, hắn đã dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên sát thủ không hề tức giận, ngược lại còn nhận làm tới nơi tới chốn. Thế là sáng hôm sau, Jabez cũng nóng lòng đưa hết số thù lao còn lại nhằm khiến đối phương có động lực đẩy nhanh tiến độ hơn. Quả nhiên sáng hôm sau, hắn đã gọi cô tới cùng ngắm nhìn đối phương. Theo tin tức Jabez cung cấp thì chắc chắn Gio sẽ đi qua khu phố này. Thế là sát thủ đã chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, chỉ chờ mỗi hiệu lệnh. Trước lời quyết đoán của Jabez, viên đạn được bắn ra. Tuy nhiên kẻ trong xe lại không phải là Gio, thế là họ đành phải đổi kế hoạch hành động khác. Ngay sau đó, vợ chồng Jabez bèn tới uy hiếp sếp của Bolan bằng những bằng chứng trốn thuế sắc đá đối phương đã bị đánh bại, đành bất lực nhượng lại toàn bộ cửa hàng bán bồn tắm cho hai người. Với điều này, công việc rửa tiền của ba chị em sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Người thấy mùi tiền, Gio liền tìm tới yêu cầu được hợp tác làm ăn. Nói là hợp tác nhưng có vẻ hắn muốn thâu tóm hết tất cả. Biết chắc rằng Gio sắp chết nên cô cũng không ngần ngại đồng ý trước. Vừa trở về, Jabez đã nói với chồng muốn quay lại như lúc mới yêu, nhưng trước mắt Bolan phải kể lại những người con gái anh quen, sau đó cam kết không được dối trá cô thêm lần nào nữa. Sau khi tiết lộ tất cả, hai người đã cùng nhau rửa chén, xong việc Jabez liền quay lại in tin giao cho tên mập. Thấy rằng sếp của Bolan vẫn cứng đầu chưa chịu chuyển nhượng, cô đã nhờ tên mập giúp sức dỡ hết đồ đạc tại cửa tiệm ra, thế là đối phương hết cứu bèn phải chuyển nhượng. Nhưng không đợi cửa hàng mới của Jabez được khai trương, Gio lại hối thúc việc in tin bởi đã trễ hạn 2 ngày rồi. Nếu mối làm ăn bị gián đoạn thì chúng sẽ mất đối tác. Nghe vậy, Jabez đã điên lên vì làm ngày làm đêm như trâu, nhưng đổi lại là chút thời gian chờ cửa hàng khai trương. Thấy đối phương không hợp tác, Gio bèn chơi bài tẩy, tung thi thể chủ tiệm giấy đã chôn ngoài mộ lên công chúng. Vừa được mấy cô hàng xóm thông báo, Jabez liền rơi vào hoảng loạn, sốc đến nỗi phải vào viện điều trị tâm lý. May có hai chị em luôn kề vai sát cánh nên cô nhanh chóng được chữa trị. Vừa về, Jabez đã hối thúc chồng mau khai trương cửa hàng. Thế là ông chồng bèn chiều vợ cùng ông bạn bắt tay vào dọn dẹp luôn, kể cả việc trang trí hay mua sắm vật tư đều do hai anh chàng này xây dựng hết. Trong lúc đó, Jabez lại đi tập thể dục xả xì chết, chỉ đợi cho tới lúc khai trương cô mới xuất hiện. Tin vui là khách hàng kéo tới nườm nượp, nhưng tin xấu là thanh tra đã tới kiểm tra chất lượng vật tư. Quả nhiên trong thời gian ngắn họ chưa thể hoàn tất mọi thứ. Trong thất vọng, Jabez lại tiếp tục gia nhập hội thể dục ở công viên. Tại đây, đặc vụ Lisa cũng giả dạng PT tới tiếp cận cô, từ đó bắt chuyện vặt để moi chút thông tin từ đối phương. Tuy nhiên Jabez không dễ gì lại khai mọi thứ ra như thế. Không lâu sau đó, cô lại nghĩ ra một cách hay để bịt miệng thanh tra, đó là nhét thật nhiều tiền vào mấy chỗ chưa kịp sửa chữa. Quả nhiên thanh tra chân chính cũng không thoát khỏi cám dỗ này. Có kết quả tốt, Gio đã tạm thời không truy cứu về vụ chậm in tiền. Nhưng lại có tin xấu khác là cảnh sát đang truy cứu cái chết của chủ tiệm giấy, và tình nghi đầu tiên lại là Gio. Điều đáng quan ngại là hắn đã lấy vân tay của Jabez gán lên hung khí, nên bây giờ có thể cảnh sát sẽ để ý đến cô nhiều hơn, thấy bản thân bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Jabez đã thảo luận với chị em định trốn ra nước ngoài. Trước khi đi, cô còn ân cần viết lại bức thư từ biệt chồng một thời gian, sau đó bước ra nhìn hình bóng của Bolan thêm lần nữa. Đêm đến, Annie buồn không chịu được nên đã định tìm con trai tâm sự. Ai ngờ đến sinh nhật của Sadiko còn không nhớ. Điều đó làm cậu nhóc tức giận bỏ đi ngay lập tức. Hết cách, cô bèn phải tìm tới tên mập đàn em của Gio trò chuyện. Trùng hợp hắn cũng có một đứa con gái ở vùng ngoại ô. Nhưng tên mập cũng không thường xuyên về thăm con bé. Ngoài ra hắn còn nói may mà con bé có người mẹ tốt. Nghe vậy, Annie lập tức nói rằng Jabez cũng là một người mẹ tốt, nên mong đối phương đừng để vân tay của cô dính lên hung khí. Hiểu được tâm trạng đó, tên mập không nói thêm gì, chỉ biết đưa bánh cho Annie ăn lót bụng. Cùng lúc này, Gio vẫn đến lấy hàng như thường lệ. Ngạc nhiên là lần này Jabez lại chuẩn bị hàng nhiều hơn mong đợi. Tuy nhiên khi Gio tò mò tại sao đối phương làm được, thì hắn đã phát hiện có dấu vân tay của mình trên một tờ tiền. Hóa ra trong lúc vô tình tại xưởng in, Gio đã để lại dấu vân tay, và thế là giờ ai cũng có con bài tẩy để đưa đối phương ra trước công lý. Cũng vì điều đó mà Jabez bây giờ không phải trốn ra nước ngoài nữa. Tuy nhiên vừa về nhà, cô lại gặp gã sát thủ mà mình thuê.
Tại đây hắn không ngại tiết lộ lý do mình chậm trễ trừ khử Dior là bởi luôn nhớ nhung về Jabez, nếu hoàn thành sớm nhiệm vụ thì hai bên sẽ không còn được gặp nhau nữa. Điều này phút chốc làm Jabez sờn cả da gà, nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó, thông qua việc mở cửa hàng mới để rửa tiền. Đội đặc vụ đã phát giác hành vi phạm tội của Jabez, cơ mà tên chủ sở hữu là người chồng Bolland, nên cấp trên đã hiểu nhầm ra chỉ thị điều tra về anh. Bên này bởi bản thân bị nắm thóp nên Dior không dám khai bậy, chỉ bèn biện ra một cái tên khác rồi đưa cho cảnh sát ảnh nhận dạng. Bởi không có thêm bằng chứng gì nên họ đành thả hắn đi. Sáng hôm sau không lạ gì khi thấy Jabez tới điều tra Bolland, thấy đối phương đòi kiểm tra sổ sách Bolland liền đồng ý ngay. Nhưng cô vợ lại ngượng ngùng từ chối bởi cần bổ sung thêm chút thông tin, điều đó cũng làm cho đặc vụ Jabez có chút nghi hoặc. Ngay sau đó Jabez liền đưa sổ sách ra ngoài cho đầu rơm xử lý. Bởi số liệu xuất hóa đơn trong này không trùng khớp, đặc biệt là lợi nhuận lại cao hơn doanh thu, bây giờ chỉ còn một cách đó là tuồn bớt qua nhiều tài khoản khác. Mỗi tài khoản một ít sao cho cục thuế không để ý tới, nhưng xung quanh Jabez chỉ có mỗi hai chị em và chồng, thế là đầu rơm bèn nghĩ ra cách kiếm nhiều thẻ ghi nợ doanh nghiệp về. Anh định cân đối sổ sách bằng cách tăng chi tiêu lên, bằng việc mua sắm tẹt ga họ rất nhanh đã bù được sự chênh lệch trong sổ. Nhưng trong đêm Gio lại tìm tới Jabez bàn chuyện làm ăn, hắn đề nghị cửa hàng của cô giúp hắn tuồn ít tiền giúp mình, sợ chồng gặp nguy hiểm nên Jabez đành tạm thời chấp nhận. Đồng thời lúc này Bolland đang bị Jabez dụ uống bia ôm trò chuyện, nhưng mục đích thực sự là moi ít thông tin về cô vợ Jabez. Không lạ gì khi sáng hôm sau Bolland đã say bí tị nằm dưới sàn nhà, cơ mà Jabez lại nhận được tin sổ sách đã bị Jabez lấy, hết cứu cô bèn tới nhờ tên mập giúp đỡ. Vừa nghe sự việc này có thể ảnh hưởng tới cả băng đảng, hắn đã lập tức mặc đồ lên đường xử lý, sau đó Jabez liền tới điểm hẹn để ăn điểm tâm với sát thủ. Trông anh ta có vẻ rất say đắm bà mẹ bốn đứa con này, đến nỗi đồ ăn có chút không ngon là tự tay tẩn luôn đầu bếp, rồi ép ông ta nấu lại món khác cho vừa miệng Jabez. Không hài lòng về cách làm bạo lực này, cô đã về tâm sự với hội chị em, nhưng thứ cần quan tâm lúc này là cái thùng rác. Nó đã bị Lisa đào bới rồi đem đống chứng cứ in tìm về căn cứ. Thời gian rác được thải ra là giờ mà Bolland đi nhậu, điều này chứng tỏ Jabez chính là hung thủ của phi vụ in tìm. Tuy nhiên cấp trên vẫn ngoan cố không tin nên đã giam giữ Bolland, ông chồng cũng thương vợ nên không khai ra gì cả, biết chuyện Jabez đã tới thăm chồng mình. Nhưng bởi cô còn giấu anh quá nhiều điều nên Bolland đã tức giận rời khỏi cuộc trò chuyện, cửa hàng mất chủ nên Jabez bèn phải đứng ra quản lý. Đến lúc tới gặp Gio thì cô mới biết thì ra chồng bị hắn đánh tội thay, thấy đối phương dễ chọc nên anh đã ra điều kiện. Nếu Jabez đánh được Bi vào lỗ thì hắn sẽ cho mượn tiền bảo lãnh, tuy nhiên khi thành công thì Gio lại lật lọng, hắn ung dung bảo số tiền đó trừ vào khoản nợ mà cô nợ mình. Hết cách Jabez chỉ đành kiếm người thế tội thay, đó không ai khác chính là nhân viên tại cửa hàng mình, thấy số tiền thù lao quá lớn hắn rất nhanh đồng ý. Vấn đề nan giải là bây giờ hội chị em chưa có tiền trả, nên Ruby bèn nhờ tới chồng mình giúp đỡ, mặc dù bực tức nhưng anh vẫn đồng ý vì vợ. Đợi khi nhân viên về hết anh đã mở kết định chôn tiền. Ai ngờ ông chủ lại xuất hiện đằng sau phá tan kế hoạch đó, bởi hắn là đại gia nên không truy tố Sten. Nhưng đổi lại giờ anh phải làm giúp hắn vài việc khác ngoài giờ, bị dồn vào đường cùng anh chỉ còn cách đồng ý. Đem số tiền ấy về Ruby có vẻ rất nghi ngờ nhưng vẫn nhận, vậy là họ đã có đủ tiền thù lao trả cho nhân viên, việc cần làm bây giờ là gán tội rửa tiền giả lên người anh ấy. Cơ mà trước hành vi đáng ngờ này, cảnh sát lại không hề bắt giam anh, giống như họ đã biết trước được điều này vậy. Thấy kế hoạch thất bại, cô đã thất vọng trở lại công viên hóng gió, nhưng tại đây Lisa cũng tới để buộc tội đối phương, nếu không nhận thì Bolland sẽ phải lãnh án hơi lâu. Bởi khó xử nên Jabez đành phải về nhà trước, tuy nhiên cô rất ngạc nhiên khi thấy sát thủ chờ sẵn bên trong, thấy đối phương cứ trì hoãn nhiệm vụ được thuê. Jabez đã tưởng anh muốn chơi mình nên đã chủ động, nhưng sát thủ lại không thích sự ép buộc mà muốn chinh phục nên đã đẩy nhanh tiến độ trừ khử Gio vào cuối tuần. Sáng hôm sau sát thủ lại mời Jabez tới ăn điểm tâm sáng, rồi động viên cứ hưởng thụ trước khi mối họa lớn nhất bị giết. Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà họng súng của sát thủ lên nòng, bằng việc điều tra khung giờ di chuyển của Gio, anh đã dễ dàng chuẩn bị sẵn ở căn nhà gần đó. Tưởng chừng mọi việc ổn thỏa, ai ngờ mục tiêu lại do đàn em cải trang, còn người thật lại xuất hiện ngay sau lưng anh. Bị dồn vào thế yếu, sát thủ giả vờ cất hàng rồi phản đòn, ai dè Gio lâu năm trong ngành đã biết hết mấy mẹo vật này, thế là một phát tiễn luôn đối phương về với ông bà. Sau đó hắn lại tới tìm Jabez để bàn chuyện làm ăn, nhưng mục đích thật sự là để thăm dò xem có phải cô thuê sát thủ không. Quả nhiên sau một lúc thăm dò, Gio đã có kết quả, cơ mà hắn không truy cứu Jabez mà để cô tiếp tục làm việc cho mình, thậm chí còn đồng ý nộp tiền bảo lãnh cho chồng cô. Thấy kế hoạch ám sát thất bại, cô lại hợp tác với mật vụ, nhưng động tĩnh này có vẻ làm Gio nghi ngờ, do đó hôm sau hắn đã tìm tới tận nhà lục soát người cô. Chưa hết, Gio còn đem máy định vị mà Jabez lén gắn lên xe mình, cứ tưởng chết chắc, ai ngờ một lần nữa hắn lại bỏ đi. Không lâu sau, tên mập được cử đến đưa Jabez đi, hai chị em sợ có chuyện không hay nên cũng đòi đi theo, hóa ra đưa cô theo là để thực hành với nghề thu tiền bảo kê. Thật bất ngờ là công việc tưởng chừng khó khăn lại diễn ra rất suôn sẻ, chỉ trừ một trường hợp khu xưởng mới đổi chủ nên chưa được dạy dỗ. Biết không thể dùng cách thường, cô đã thẳng tay rút hàng ra, thậm chí còn chỉ cho đối phương cách dùng nó. Lần đầu gặp trường hợp như này nên cô bé có vẻ đã biết sợ, xong việc Jabez liền hẹn Gio tới để nghiệm thu, trùng hợp là đội mật vụ cũng bám theo để điều tra.
Nhưng một tay trùm lâu năm không dễ mắc sai lầm dễ dàng, trong cuộc trò chuyện hắn không hề dùng từ ngữ gì nguy hiểm. May mắn lúc sắp về Gio đã vô tình tiết lộ mình chỉ là phó bang. Vậy là bây giờ đội mật vụ chỉ cần điều tra ra được tên trùm thật sự là ai thì có thể tóm gọn một mẻ. Sau đó họ liền tập hợp hội chị em lại bàn bạc kế hoạch tiếp theo, bởi chưa tin tưởng Jabez nên mật vụ lúc nào cũng theo dõi. Đứng trước niềm tin mà hai bên đặt cho mình, cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng không để Jabez phải nghĩ hai chị em lại hối thúc lật đổ băng Gio. Để thực hiện kế hoạch thì trước hết phải có tiền, lần này mục tiêu không phải siêu thị nữa mà là tiệm vàng trong vùng. Bởi bảo vệ là người quen nên họ đã dàn dựng như thật, mục đích làm vậy là để gặp mật vụ tiết lộ lịch trình của Gio, nhưng để có thông tin thì đối phương phải trả thù lao. Không còn cách nào khác, họ phải đồng ý điều kiện. Vừa về thấy Ruby có nhiều tiền như vậy, Sten bắt đầu nảy ra ý định làm ăn thơm ngon. Đó là dùng tiền giả mua những chiếc túi hàng hiệu, rồi tìm tới sếp tìm cách bán lại chúng để lấy tiền thật. Cùng lúc này, Jabez đang cùng mật vụ tới buổi hẹn với Gio. Bởi làm ăn được việc và lâu năm nên hắn muốn dẫn cô về giới thiệu với gia đình. Hóa ra băng đảng khét tiếng này lại có quy mô gia đình. Những người trong này đều không phải dạng vừa, đặc biệt ông anh trưởng lại nắm chức thị trưởng của thành phố lớn. Trong bữa ăn thân mật, Gio đã quen tay sờ mó lung tung, bởi trong người đang có máy nghe lén, nên cô lập tức kiếm cớ vào nhà vệ sinh để tìm chỗ thủ tiêu. Nghĩ rằng chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nên Jabez đã nhét nó vào sau bức ảnh trong tủ sách. Lúc này Gio không biết từ đâu bước đến từ đằng sau, may mắn hắn chỉ muốn tập môn thể dục nam nữ, vì thế mà Jabez đã thoát được kiếp gián điệp này. Bên ngoài, Jave tưởng Jabez chỉnh mảng nhiệm vụ nên đã triệu tập hội chị em tới để chửi rủa. May thay một lúc sau, Lisa đã tới cứu nguy. Bởi Jabez đã để máy nghe lén trong tủ sách nên họ có thể moi móc một số thông tin của băng đảng. Ai ngờ Gio đã phát hiện ngay điều kỳ lạ và đã gọi Jabez tới. Không lạ gì khi hắn đưa ra máy nghe lén trên giá sách cho đối phương, Gio không ngờ mình đặt niềm tin nhiều vào cô thế, mà cô lại dám cắn sau lưng mình. Trong cơn thất vọng, hắn đã rời đi. Thấy kế hoạch lại bị phá vỡ, họ đành phải kể lại cho Lisa. Đối phương rất thông thái nên rất nhanh lại nghĩ ra kế mới, đó là huấn luyện cho Lisa trở thành một bà mẹ bỉm sữa, đồng thời sở hữu một ngân hàng tư nhân trong vùng, mục đích giả làm việc cho hắn để moi thêm thông tin. Quả nhiên với tài diễn xuất đỉnh cao của Lisa, rất nhanh cô đã học được cách làm một bà mẹ xuất sắc. Tuy nhiên Gio không phải thằng khờ nên đã đòi tới nhà xác nhận thử. Vừa nghe thấy cả bọn run lên như cầy sấy, thậm chí cả mật vụ như Lisa cũng không thể giữ được bình tĩnh, hết cách họ chỉ đành quay về trọ ở của mật vụ. Vừa đá mắt một cái họ đã hiểu ý rồi nhập vai ngay, may mắn không thấy gì bất thường nên Gio đã rời đi, để lại buổi hẹn ngày mai gặp mặt tại ngân hàng tiến hành giao dịch bẩn. Thành công hơn mong đợi khiến cả đám vui vẻ nhảy cẫng lên, lúc này chủ nhà thực sự là hai ông bà cũng xuất hiện. Ngày hôm sau Gio không tới ngân hàng mà gọi Jabez trò chuyện, hóa ra hắn không dễ lừa nên đã hỏi thẳng hai người hôm qua là ai, thấy hết cứu nên cô chỉ đành khai thật họ là mật vụ. Sau đó cô phải nhập vai diễn chung với hắn tới ngân hàng, túi đồ mà mình giao không phải tiền mà là đồ trang sức giỏm. Chưa kịp mừng thì hai mật vụ lại rơi vào thất vọng tràn trề. Sau đó Gio lại bắt cô làm gián điệp cho mình để nắm hành tung của mật vụ, và cứ thế cô đã vô tình trở thành gián điệp hai mang. Giờ ba chị em không biết mình đang làm việc cho ai cả, một bên có thể tống họ vào tù, một bên thì có thể tiễn về Tây Thiên. Chọn bên nào cũng đều nhận kết quả xấu cả. Ngay lúc bế tắc, bỗng ông anh thị trưởng ghé đưa đồ để quên. Anh đến đây để nhờ cô ủng hộ mình đắc cử thị trưởng nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời giúp anh loan tin này cho hàng xóm ủng hộ nữa. Xong việc, Jabez lại cùng chị em tới gặp sếp Sten bàn chuyện làm ăn, nhưng thực ra mục đích thực sự là tuồn tiền giả vào hộp đêm của hắn. Bằng cách này họ sẽ tìm ra người thế tội hoàn hảo, khiến mật vụ đổi đối tượng điều tra qua tên chủ hộp đêm. Khi xử lý xong, Jabez lại tìm tới buổi thiện nguyện của thị trưởng, một tay giúp đỡ kiếm thêm phiếu ủng hộ cho anh ta. Tuy nhiên đêm đến, Lisa lại đem giấy bắt giữ tới cho Jabez. Sợ rằng mình phải bóc lịch cả đời nên cô bèn nghe theo đối phương. Quả nhiên một lúc sau, cảnh sát đã ụp tới tóm gọn hiện trường. Thấy bị phản bội, khuôn mặt Gio đã trở nên căm thù, tưởng rằng lần này các mật vụ đạt được KPI cho cả năm. Ai ngờ Gio đã được thả ngay khi chưa kịp ngồi ấm mông, lý do là thị trưởng đã nhúng tay vào xóa tội cho hắn. Vừa tại ngoại, Di tìm tới ngay Jabez để hỏi cho ra nhẽ. Điều đó làm cô bỗng chốc rơi vào sợ hãi tột cùng, thấy đối phương có ô dù chống lưng quá to. Jabez đành phải khuất phục trước hắn. Ngày hôm sau, Jabez định tới làm gián điệp cho mật vụ tiếp. Tuy nhiên giờ đây họ đã bất lực vì không thể làm gì được nữa. Vừa tới công viên, Gio lại mò tới yêu cầu cô lấy lại tiền giả đang ở chỗ Lisa. Không thể từ chối được nên Jabez phải quay về bàn với chị em. May có Sten trong ngành cảnh sát đã lâu nên đã giúp họ vạch ra lộ trình hoàn hảo. Từ giờ giấc làm việc tới ăn uống của cảnh sát đều được trình bày rõ ràng. Đầu tiên là mở tiệc hộp đem với vài cô em xinh đẹp cho quan chức trong vùng, đồng thời ép họ mua lấy mấy túi hàng hiệu với giá cắt cổ. Ai ngờ được một trong số đó lại là cảnh sát cấp cao, thế là họ đành phải để họ ra về mà không dám thu chút lợi nhuận nào. Quyết không để con mồi chạy thoát, Jabez đã làm liều, cô tới tận nhà từng quan chức tối hôm qua để bán túi hàng hiệu, nếu không sẽ đe dọa tiết lộ cho vợ của họ biết chuyện tối qua. Quả nhiên cách này có hiệu quả hơn mong đợi, điều này khiến Jabez và Ruby cười phá lên trong vui sướng. Nhưng Sten lại không vui chút nào khi thấy vợ phạm tội, vì thế mà anh đã đuổi khéo Jabez khi Ruby rời đi. Trong lòng buồn không biết nói chuyện với ai nên cô bèn tìm tới Lisa, tưởng chừng đối phương quan tâm mình thật nên Lisa buông lỏng cảnh giác.
Ai ngờ lúc cô lơ là một chút thì ra Beth đã ném đống tiền xuống cho chị em mình. Bên này hai anh em nhà Gio lâu không động tay chân liền ngứa ngáy. Mới đầu Gio có vẻ chiếm nhiều lợi thế nhưng sau ít phút, thị trưởng đã ra lệnh cho đàn em khống chế Gio, sau đó trả lại hết số đòn đánh vừa rồi với cường độ gấp đôi. Sau đó Gio phải vác cái mặt bị đấm thâm cả mắt tới gặp Jabez, lấy lại số tiền giả mà cô khó khăn trộm được từ Lisa. Không may Borland đã bắt gặp cảnh hai người ở cùng nhau trong phòng, đương nhiên anh đã tức giận đạp cửa rời đi ngay lập tức. Vừa về quả nhiên cô đã bị chồng mỉa móc cho tới lúc ngủ, chưa kịp buồn chuyện này thì chủ tiệm giấy lại đem tới tin buồn khác. Bây giờ con gái bà mới được thăng chức lên trưởng phòng, nên bà muốn đập chỗ này đi xây nhà tặng quà cho nó. Thế là Jabez lại rơi vào trầm tư về kể cho chị em nghe. Nhưng mặt mày ai nấy đều tỉnh bơ như không có chút lo lắng. Hóa ra Ruby đã nghĩ ra cách là trộm chiếc máy in ra, bởi nếu mua cái mới thì chắc chắn họ sẽ bị mật vụ nghi ngờ. Ngay lập tức họ liền thuê hai anh chàng to khỏe, nhưng vì chiếc máy in quá to so với lối ra vào nên họ đành bất lực, chắc chắn đã có ai đem từng mảnh vào để lắp ráp nó. Trùng hợp Borland là người dành nghề lắp ráp, mặc dù đang giận vợ nhưng anh vẫn đồng ý giúp. Quả nhiên chỉ nghiên cứu một lúc Borland đã thành công tháo ra. Sau đó di chuyển nó tới hộp đêm mà Sten được thừa hưởng từ sếp, bởi gã đó đã vào tù nên giờ chủ sở hữu hợp pháp là Sten. Anh đương nhiên không muốn hại vợ mình nên đã để mặc ba người làm ăn. Trải qua việc này lần đầu tiên Borland thấy Jabez cười hạnh phúc. Giờ anh mới nhận ra vợ mình quá lún sâu vào phạm pháp rồi, không còn quan tâm gia đình nữa nên lại bực dọc bỏ đi. May mắn anh có hội bạn tâm lý nên họ đã giúp anh xả xì chết. Khi não được thông suốt hơn, anh đã quay về hưởng thụ trong bồn thắm, thậm chí còn không hề giận dỗi Jabez nữa. Khi mọi thứ được chuẩn bị xong hết thì Gio lại tung một tin sốc. Đó là ba người phải giao tiền giả xuyên biên giới tới Canada. Việc này còn khó hơn những vụ trước hàng trăm lần, nếu xảy một cái là bị bóc lịch cả đời như chơi. Đêm đến, một trong đám bạn của Borland là luật sư ghé thăm. Khi nghe câu chuyện thảm thương của đối phương, anh đồng ý giúp hoàn thiện thủ tục ly hôn cho bạn. Đây là việc hệ trọng nên Borland cần thêm thời gian suy nghĩ. Sáng hôm sau, ba chị em đã đánh xe tiền giả qua nước ngoài. Thật không may khi cảnh sát kiểm dịch là bạn của Sten, chính anh đã nhờ bạn mình theo dõi vợ để tránh trở thành tội phạm xuyên biên giới. Hết cách, Jabez bèn tìm tới thị trưởng nhờ sự giúp đỡ. Tuy nhiên giờ anh đang tham gia tuyển cử lên nghị sĩ nên rất e ngại những việc làm xấu trong thời gian này. Cơ mà sau một lúc thuyết phục, thị trưởng cũng đồng ý đổi lại Jabez phải làm cho mình một việc sau này. Quả nhiên họ đã dễ dàng thông quan tới Canada. Nhưng bởi trên đường bị ai đó bám đuôi liên tục nên Jabez đã làm liều luồn lách trên đường rồi đánh xe vào tạm sòng bạc. Tại đó họ cố tình đánh thua hớt tiền để tránh bị cảnh sát bám đuôi phát hiện. Bỗng nhiên Borland gọi tới bảo về chăm con trai bị ốm nặng. Điều này khiến cô vô cùng day dứt bởi chưa thể về kịp. Đến khi về được thì chồng đã cạch mặt hẳn cô rồi. Không lâu sau, Gio lại tìm tới hỏi tại sao phi vụ thất bại. Mất trắng từng đó tình khiến hắn không hề vui chút nào. Sợ bị trừ khử nên cô đã thường xuyên tới giúp thị trưởng nhằm kiếm chiếc ô dù bảo kê mới để không phải lãnh cơm hộp. Tạm thời không lợi dụng được Jabez nên Gio bèn chuyển qua Annie. Vì sợ nên cô không dám chống đối mà đi theo hắn. Bởi mất tích quá lâu nên Sadie rất lo lắng cho mẹ, nên Jabez đã cố gắng động viên thằng bé. Sau đó hai chị em cùng tới đưa tiền chuộc Annie ra ngoài. Nhưng có vẻ Gio không mấy hợp tác lắm, ngược lại còn muốn hai chị em làm thêm việc cho mình, nếu xuất sắc thì mới thả Annie ra ngoài. Lúc này cô đang bị tên mập giam giữ 24/24, những tên xung quanh toàn là đồng bọn nên Annie dường như không có lối thoát, rơi vào bế tắc. Jabez lại tìm tới sự giúp đỡ của thị trưởng. Nhưng sắp tới buổi tổng tuyển cử nên anh không thể làm thêm gì được. Biết đối phương cố từ chối nên Jabez liền tức giận bỏ đi. Ra về, cô lại tới động viên Sadie đừng lo lắng cho mẹ quá. Hãy ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ còn lại để mình lo. Nghe được điều này cậu cũng yên tâm hơn một chút. Lúc này Annie đang bị tên mập đưa theo làm nhiệm vụ. Công việc cũng đơn giản, đó là dạy bài học cho mấy khứa không nộp tiền bảo kê. Nhìn thấy tận mắt khiến Annie sợ không dám nói thêm nhiều lời. Tưởng chừng thị trưởng không giúp, ai ngờ anh vẫn quan tâm chuyện này, sau đó liền tới tìm tới Gio trao vài lời dạy dỗ êm đẹp. Bằng cách này Annie đã bình an được trả tự do về nhà. Thấy con trai lo lắng đến mức ngủ thiếp đi ở ghế sofa, trong lòng cô rất áy náy liền ân cần vuốt ve cậu, sau đó tìm tới Jabez để tâm sự những câu chuyện vừa qua. Sau khi đoàn tụ, ba người lại quay về công việc in tình cũ, nhưng chưa kịp làm gì thì Gio lại tới muốn chiếm nơi này. Hắn muốn vừa in vừa rửa ngay tại hộp đêm luôn, điều này tăng rủi ro lên gấp nhiều lần cho họ. Tuy nhiên họ cũng không thể từ chối đề nghị này được, nên đành phải đem hợp đồng tìm tới nhóm nhảy trước đây, sau đó đưa họ về lại hộp đêm làm việc. Không ngờ khách hàng kéo tới nhiều hơn mong đợi, khiến việc rửa tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên một trong ứng cử viên thị trưởng lại tới phá đám, bởi nhóm phụ nữ phía sau nghi ngờ chồng mình đang ở trong. Thế nên ba người bèn tạm thời đóng cửa hộp đêm, rồi Jabez lại quay lại tìm thị trưởng nhờ sự giúp đỡ. Hóa ra cô cũng định ứng cử lên thị trưởng nên rất lo ngại đối thủ. Nhưng trước hết phải làm cho hộp đêm được hoạt động hợp pháp, thế là một hội đồng thành phố được lập ra tạm thời để lắng nghe ý kiến bằng phương pháp thuyết phục kèm thêm nhiều người ủng hộ. Họ đã bỏ phiếu cho hộp đêm được hoạt động trở lại. Sau vụ này, thị trưởng hết lời khen ngợi Jabez, thậm chí còn ủng hộ cô trở thành thị trưởng kế nhiệm. Vậy là những ngày hôm sau, Jabez đã điên cuồng tập luyện hùng biện, nhưng chưa được bao nhiêu thì cô lại bị mật vụ tìm tới. Bởi bây giờ họ đã có mục tiêu mới là thị trưởng, nên hai người muốn nhờ ba cô gái hợp lực giúp đỡ.
nếu thành công sẽ miễn toàn bộ tội danh cho họ. Việc này rất cám dỗ khiến Jabez bất chợt gật đầu ngay lập tức. Ngày hôm sau, ba người lại bắt đầu đi kêu gọi ủng hộ. Nhưng không ngờ đối thủ lại đầu tư đến mức dựng cả phim trường. Thấy cô ta có vẻ nặng ký, Jabez lại nương nhờ thị trường giúp đỡ. Có được chút gợi ý từ anh, Jabez đã khám phá ra cách mới, đó là kêu gọi ủng hộ từ những người đàn ông trong hộp đêm. Quả nhiên cách này hiệu quả, bởi bị gái dụ thì đực nào cũng ký. Phát giác chuyện này, Gio liền tới cảnh cáo, nhưng lần này Jabez không hề sợ, bởi có thị trường chống lưng nên Gio cũng hơi ngán ngẩm chút. Đương nhiên anh ta đã bị thị trường nhắc nhở ngay trong đêm. Còn lúc này ba chị em đang bàn kế hoạch quyên góp tiền từ thiện, nếu số tiền đủ lớn họ sẽ được sự ủng hộ từ đông đảo người dân. Trước đó nhiều sự kiện làm sạch đường phố của họ cũng tạo được chút tiếng vang, vì vậy là đối thủ đã tới đe dọa tung tin việc ác mà Jabez từng làm. Cô ta không biết rằng đang chọc vào chị đại của thành phố ngầm. Quả nhiên hôm sau cô cùng tên mập đã tới dạy dỗ lại bằng vài đường quyền với đồ đạc trong nhà. Kèm theo con hàng nóng mới sơn đen lại, cô ta hoàn toàn rơi vào sợ hãi bỏ cuộc để bảo toàn tính mạng. Tiếp đến Jabez đã tới văn phòng thị trưởng học thêm khóa thuyết trình. Người được mời đến là một chuyên gia nên cô đã lĩnh ngộ được nhiều thứ. Chưa hết, thị trưởng còn miêu tả về định hướng kinh doanh sắp tới. Biết những thứ bí mật đó, Jabez liền tiết lộ cho phía mật vụ. Thế là ngay trong đêm, Annie phải tập cách phá khóa nhanh nhất. Sau đó bàn kế sách lẻn vào tòa thị chính để trộm tài liệu, nói là làm họ đã lẻn vào trong tòa thị chính phá khóa, nhưng làm hết mình thì mới phát hiện cửa dùng khóa từ. Thế là công sức học phá khóa phổ thông đổ sông đổ bể hết. Không ngờ đêm tiếp theo, Annie lại chơi lớn tán tỉnh với trợ lý của thị trưởng. Có vẻ như anh ta cũng thích đối phương nên cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu, điều đó thuận lợi cho Annie moi được thẻ khóa từ của cánh cửa. Sau đó họ đã thành công lẻn vào phòng thị trưởng tìm bản kinh doanh. Khi chụp xong toàn bộ, Annie đã quay về chỗ cũ. Đột nhiên bạn trai lại tình cờ bắt gặp hai người, bởi thế mà cuộc tình bắt đầu bị gián đoạn. Nhưng xui xẻo hơn là cảnh sát đã biết chuyện này. Cơ mà đó là bạn của Sten nên anh đã không tố cáo, ngược lại còn đòi phí bịt miệng thông tin này. Quay về, Ruby liền than oán với Sten kiếm cách cứu sự việc. Nhưng có vẻ anh lại không chút quan tâm, thậm chí còn muốn Jabez bị bỏ tù để tránh xúi dạy vợ. Sáng hôm sau, thị trưởng có vẻ phát hiện ra dấu hiệu lạ trong phòng, thế là lập tức nhờ trợ lý trích xuất camera. Sau khi có được hình ảnh cô gái đáng nghi, thị trưởng lập tức tìm tới nhờ Gio tìm hiểu. Vừa nhìn hắn liền nhận ra ngay đó là Annie và cười mỉa ông anh trai đã bị ba cô gái đó chơi xỏ. Tuy nhiên thị trưởng vẫn bình tĩnh gọi Jabez tới nói chuyện, biết đối phương đã nhận ra hồ sơ bị sao chép. Không đợi cô nói, anh đã bắt đầu đánh phủ đầu bằng việc dọa sẽ đưa gia đình và chị em của Jabez phải bóc lịch. Biết hai người đang có mâu thuẫn, Gio bèn lợi dụng thuyết phục Jabez, hắn muốn phối hợp tống thị trưởng đi bóc lịch để bản thân một mình tiếp quản thành phố. Nhận thấy việc này có lợi cho mình, Jabez liền hẹn mật vụ trò chuyện, chỉ cần đợi Gio xuất hiện thì mọi bằng chứng buộc tội thị trưởng sẽ được đưa ra công lý. Tuy nhiên anh ta lại ngửi thấy mùi nguy hiểm nên ngay trước giờ đã tới đưa Gio đi nơi khác, điều đó khiến cuộc hẹn gần như bị hủy bỏ, gây mất lòng tin của mật vụ. Thậm chí thị trưởng còn soạn sẵn bài thuyết trình nhậm chức cho cô, rồi nhờ Gio đem chúng giao trực tiếp cho Jabez. Tuy nhiên Jabez danh mãnh lại không đọc theo hồ sơ, mà tuyên bố tội ác của thị trưởng ra toàn công chúng, cộng thêm chứng cứ được Gio cung cấp, như vậy là đủ cơ sở để mật vụ khởi động điều tra rồi. Nhưng thật đáng sợ khi trong đêm tên mập tới chĩa hàng vào Jabez, thậm chí hắn còn cẩn thận gắn giảm thanh vào đỡ tiếng ồn, dưới một phát bắn cô đã nằm gục trên sàn. May mắn không trúng điểm yếu nên Jabez đã thoát chết, lúc thức dậy cô cũng đã trở thành thị trưởng nhiệm kỳ mới. Bằng kinh nghiệm của mình, cô thậm chí còn thuyết phục được cả cướp, điều đó ngày càng giúp vị thế của cô được giữ vững. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ đẹp sau khi tỉnh dậy. Lúc này xung quanh đã có nhiều cảnh sát vây quanh, nhưng cô vẫn không dám khai chính tên mập là người ra tay. Cùng lúc này, sau khi tống được anh trai vào tù, Gio có vẻ rất vui. Chưa kể hàng ngày còn tới mỉa mai đối phương, bên này mật vụ cũng phát hiện khẩu súng tại hiện trường, trên đó có dấu vân tay của Jabez. Chưa hết, đây còn là thứ đã gây án nhiều lần, biết không thể cứu được Jabez nên hai mật vụ cũng đành bất lực. Nếu Jabez bóc lịch thì hai chị em còn lại cũng sẽ dính dáng đến. Thế là ai cũng bắt đầu nói lời từ biệt với chồng mình. Không lạ gì khi ngày hôm sau cảnh sát đã tới bắt họ đi, nhưng lạ thay lúc này Jabez lại đang ung dung tại công viên. Hóa ra Annie chỉ là người thế tội thay để Jabez vươn lên làm thị trưởng. Có như vậy Gio mới có thể tự do hoành hành khắp đất nước được. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì các bạn đừng ngần ngại để lại một like và một sub ra cho kênh chúng tớ nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.